Xin chào mọi người. Chào buổi sáng ở giờ Mỹ, chào buổi tối ở Việt Nam, 8 giờ tối. Hôm nay sẽ có Hèn sẽ live stream trả lời các câu hỏi tư vấn trực tiếp. Nếu mà bạn nào có câu hỏi thì đánh máy dưới cái phần comment để có thể được đặt câu hỏi. Xin chào. Để chị chào Nguyệt. Thì khi bạn đặt câu hỏi thì có thể là không có đặt câu hỏi ở trên này, thì chị đang cố gắng share vào nhóm, cho chị một phút nha. Chào Thanh Hương, chào chị Viên, chào Châu Dương Ngọc. Châu Dương Ngọc cái tên hay quá đi. Cho Viên 20 giây để Viên share vào nhóm. Cho cái nhóm ươm mầm hạnh phúc. Và các bạn có thể đặt câu hỏi bên nhóm ươm mầm hạnh phúc. Share xong là sẽ nói. Hai Phương Hà. Share xong là nói không ngừng. Nói không ngừng. Ngầu ha, mai mốt phải kiện Facebook á, là phải cho mình share trước khi mình like chứ. Tại sao lại bắt mình share sau khi mình like? Like là phải nói chuyện. Chào Nguyễn Trọng Nụ. Hôm nay em có thể em like em coi chị được ha. Let's see. Ok, rồi, được rồi. Rồi, bắt đầu ha. Chào chá Cherry. Chào mọi người. Ok, giờ bắt đầu. Thì để trước khi chia sẻ cái phần câu hỏi, chờ các bạn vào đặt câu hỏi, thì Viên có thể nói một trước. Vô là hỏi rồi á hả? Cho chị 5 phút. Chào mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian và coi Viên hôm nay. Thì thường á, là cái like của Biên á, 36 like rồi, là toàn là chia sẻ kiến thức, chia sẻ những cái gì Biên biết, toàn bộ kiến thức. Từ đây trở đi Biên sẽ cố gắng trả lời câu hỏi, tại vì kiến thức share hoài nó cũng hết. Rồi khi mà tư vấn á, thì thấy các bạn không có áp dụng được. Thì bây giờ á, để áp dụng được là phải nghe những cái like như thế này, tư vấn trực tiếp thì bạn có thể là thấy giống giống cái ca của mình. Thì có thể áp dụng vào. Thì trước hết là Biên nói một cái ca đi. Một cái ca tư vấn là mới hôm qua hôm kia thôi, mà Biên nghĩ các bạn trẻ rất là cần thiết để mà nghe cái câu chuyện này cho các bạn trẻ. Tại vì cái việc mà các bạn khác chị á, không phải là các bạn không thông minh bằng đâu, không phải các bạn không giỏi bằng đâu, mà các bạn không già bằng. Tại vì già nó có cái lời của cái già. Già là nó bầm dập rồi, già là nó tiêu điều rồi, già là nó đã đi qua thử thách rồi. Cho nên cái già nó có nhiều cái lời lắm. Thì bây giờ chia sẻ kinh nghiệm già đi ha. Trong đời sống, không phải là tình yêu, mà trong các mối quan hệ. Thì lúc mà bạn biết rằng á, là Biên hay chia ra những cái level trong cuộc sống, những cái level về cái tình cảm, cái mối quan hệ, về bản chất cuộc sống. Một cái việc mà bạn thấy rằng là các bạn trẻ hay bị là các bạn bị disappointed, có nghĩa là bị thất vọng, bị rơi vào trạng thái là rất là bị tổn thương và rất là bi quan. Mà cái lý do chính là các bạn chưa có chuẩn bị tâm lý, mà cái chính hơn nữa là các bạn chưa có hiểu thật sự cái bản chất cuộc sống là cái gì, cái bản chất của các mối quan hệ là cái gì. Viên nhắc lại nha. Cái bản chất của các mối quan hệ, do bạn không hiểu cái bản chất này cho nên bạn cứ bị bầm dập hoài, từ bị bầm dập hoài. Mà Biên thấy rất là rõ, Biên phân biệt rất là rạch ròi, không thể nào mà lẫn được. Nếu mà bạn nghe live stream này rồi mà bạn vẫn lẫn lộn á, thì các bạn phải về nghe lại khi nào nó thật rõ ràng mà thôi. Và cũng nên nói cho các bậc tiền bối như cha mẹ, nếu mà họ vẫn bị cái này thì mình có thể nói cho họ hiểu.
trong cuộc sống nó có từng cái mối quan hệ, và cái mối quan hệ ở level 1, cái level là cái cấp độ 1 là có cha mẹ, có con cái, có vợ, có chồng. Cho nên khi mà bạn mua bảo hiểm thì người ta sẽ, cái công ty bảo hiểm nó sẽ trả cho cha mẹ, cho những người thân, hoặc là, thì đó là level 1, cha mẹ của mình nè, cha mẹ ruột nè, cha mẹ ruột và chồng, vợ và con cái. Rồi ngoài ra cái level 2 là có ai, có dì nè, có chú nè, có anh em ruột trong đó luôn, có là bà thím nè, có là cousin nè, cousin là anh em họ nè, và những cái người bà con. Rồi có những đứa bạn thân đó nằm ở level 2, là cấp độ 2. Cái cấp độ 3 là những cái người ngoài mà mình quen thân hay quen không thân. Đó là cấp độ 3. Bây giờ cái vấn đề của các bạn là như thế này, bạn đi học trong high school, bạn lớn lên 18 tuổi, bạn có các, những mối quan hệ rất là tốt đẹp ở trong nhà trường, và bạn lớn lên như vậy. Và lúc mà bạn lớn lên như vậy, bạn đi học, bạn đi học thôi, thì trong nhà trường hoặc là lúc mà bạn đã học đại học thì các bạn là chung một mục đích là đi lấy kiến thức, chung một lợi nhuận, một nguồn benefit, có nghĩa là các bạn chung một lợi nhuận, thì thường nó không xảy ra mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn là giận nhau hoặc là người này nói xấu người kia, chứ không có mâu thuẫn conflict về benefit. Nó không có giành giật nhau về cái vấn đề tài chính hay là vấn đề tài sản hay là vấn đề sự nghiệp. Cho nên bình bình như vậy, và bạn lớn lên như vậy, và tới một lúc thì bạn nghĩ là cuộc sống nó nên tình cảm như vậy, nó nên là dễ thương như vậy. Và cái đó nó cài đặt trong đầu bạn. Nhưng mà lúc bạn có gia đình và lúc bạn bắt đầu bạn có những mối làm ăn chung, hoặc là lúc mà gia đình bắt đầu chia tài sản, thì bạn thấy là hình như có cái gì ở đây nó tổn thương. Tại sao người ta có thể xử đối xử như vậy, tại sao người ta như thế này, tại sao như thế kia. Ví dụ như là có một cặp bạn thân, thì hai cặp người này á, lúc đầu á, là mối quan hệ rất là tốt đẹp, là hai bạn chung vốn với nhau và mở một cái công ty. Thì lúc mà xây dựng lên công ty đó, tình cảm rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà sau này khi mà xảy ra mâu thuẫn thì bắt đầu là có sự rạn nứt. Thì cái sự rạn nứt này á, thì do là tình nghĩa, do là nghĩ là tình nghĩa, hai bạn ở chung nhà, thì do là tình nghĩa trước đây mình đã cùng xây dựng, cho nên bây giờ không nên là nói là đuổi người kia ra hay là mời người kia ra. Nhưng mà trong cuộc sống á, chỉ có level 1 thôi, chỉ có level 1 mới sống với nhau được trong một nhà thôi. Ví dụ như là cha mẹ con cái, anh em, cha mẹ con cái và ba mẹ ruột của mình sống trong một nhà thì ok. Là còn bất cứ người nào từ level 2, từ level 3 mà vô nhà mình sống thì chỉ là tạm thời thôi, không nên sống dài lâu. Mà nếu mà sống dài lâu, sau một thời gian mà cái người level 2 là có người, ví dụ như dì của mình đi, hoặc là em trai của mình đi vào nhà mình sống, và cái người đó thấy ok, mối quan hệ ok thì không sao. Nhưng mà lúc mà nó xảy ra vấn đề thì mình nên tách ra. Tại vì bản chất cuộc sống là hai cái nhóm này không có đi chung với nhau được. Hai cái nhóm này, lúc mà quyền lợi xảy ra, lúc mà tiền bạc xảy ra, lúc mà có mâu thuẫn về vật chất xảy ra hay mâu thuẫn về các mối quan hệ xảy ra thì mình nên tách ra. Và lúc đó đừng có suy nghĩ về là trước đây mình đã làm chung như thế nào, trước đây mình có tình nghĩa như thế nào, hoặc là trước đây mình đã từng yêu thương nhau như thế nào. Thì cái từng yêu thương nhau như thế nào đó, nó không có, nó là trước đây. Mà có thể là cái tình cảm trước đây đó là do là build up lúc mà hai anh em họ mà build up lớn lên đó, là do không có mâu thuẫn, do không có mâu thuẫn về tiền bạc hay finance hay là relationship, thì nó bình bình nó lớn lên. Nhưng mà lúc mà xảy ra mâu thuẫn thì nên tách ra. Bạn nhớ là nên tách ra. Tại vì bản chất cái level 2 đó, cái tình cảm nó sẽ không bằng như cái level 1 là cái cấp độ 1, cho nên không thể sống được chung. Và mình nên mời người đó ra, hoặc là mình nên gọi là đuổi người đó ra thì nó hơi quá đáng, nhưng mà mình nên tách hai người này ra. Hai người này không thể sống chung nhà. Có nghĩa là
Nếu bạn có là em ruột, em dâu, hoặc là dì, hoặc chú, hoặc bác ở chung nhà với mình, ví dụ như mới qua Mỹ đi, họ vào và họ sống chung đi, thì nếu mà sống được với nhau thì tốt. Mà nếu mà sau khi mà có vượt cái gì xảy ra nên tách ra, tại vì nếu mình ở càng chung á, là do cái mâu thuẫn đó nó làm mối quan hệ tệ đi, mình tách ra là để cho mối quan hệ tốt đẹp hơn, chứ không phải mình tách ra để cho xấu hơn. Nói chung lại á, là các bạn sẽ bị như vậy. Các bạn đi ra, các bạn đi vào một cái bãi chiến trường, hai bên bắn nhau. Bạn thì không muốn bắn, nhưng mà bạn vào đó, bạn bị trúng đạn, thì bạn lại nói, ôi đau quá, tại sao lại bắn tôi không có muốn gây. Nhưng mà thực chất của cái chiến trường có nghĩa là về cái làm ăn, về cái thương trường hay về các mối quan hệ, khi mà nó đã dính tới cái việc là tiền bạc hoặc là finance hoặc là tài chính, thì lúc đó hoặc là bạn phải rõ ra ngay từ đầu, hoặc là phải dùng luật để cho mối quan hệ đó tốt đẹp. Còn nếu mà lúc mà đã gọi là về chia tài sản và lúc mà đã gọi là về tranh chấp công ty, thì trong đó sẽ không có chữ tình nghĩa trong đó, tại vì nó không phải là ở cấp độ 1. Chỉ ở cấp độ 1 á, thì mới nói về chuyện tình nghĩa, còn cấp độ 2 á, thì có thể một nửa nói tình nghĩa, nhưng mà một nửa kia là có thể không có tình nghĩa gì cả. Cho nên bạn phải chuẩn bị tâm lý là mình đang ở cái cấp độ nào và lúc nào mình nên làm thế nào. Tình cảm giữa người và người thì rất là tốt, mình duy trì tốt là tốt. Nhưng mà chỉ nói về cái vấn đề khi gặp khó khăn, khi gặp rắc rối, khi gặp về mâu thuẫn, thì mình nên tách nó ra là cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì đó là... Và bạn đừng có nói với Biên là ồ, tụi em lớn lên, tụi em có tình cảm với nhau, hồi phổ thông rất là tốt, hồi đại học rất tốt, tự nhiên bây giờ nói như vậy. Tại vì bạn biết á, là các tình đẹp cũ, các tình đẹp, cảm đẹp đó nó xây dựng là khi không có tức mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng mà khúc mà khi mà đó có mâu thuẫn về lợi ích rồi, thì cái tình cảm đẹp mà không phải ở cấp độ 1 á, thì bạn phải rạch ròi. Thứ nhất là làm theo luật, thứ hai là phải rõ ra ngay từ đầu. Tại nếu mà bạn không rõ ra ngay từ đầu thì bạn sẽ mất cái mối quan hệ đó. Thì có thể là Biên nói hơi bị nhiều và hơi bị khó hiểu, nhưng mà nếu bạn nghe đi nghe lại bạn sẽ hiểu. Thì các bạn giúp mình chia sẻ cái like ha, bấm share nếu mà được. Rồi Thư, em có thấy các bạn bắt đầu hỏi chưa? Dạ. Có một bạn hỏi là chị cho em hỏi yêu xa, làm sao xác định được bạn trai yêu mình nhiều chừng nào ạ? Thì cái yêu xa này á, là chị phải cần biết thêm thông tin, là em phải nhắn hơn là yêu xa mà đã gặp nhau chưa và đã gặp bao nhiêu lần rồi và đang ở tháng thứ mấy. Tại vì nếu như mà yêu xa mà chưa gặp thì cái tình cảm của anh ấy cho bạn á, là bạn có cảm nhận rất là nhiều. Là tại vì thường yêu xa người phụ nữ sẽ bị yêu, có nghĩa là bị yêu là fall in love. Tại vì người phụ nữ rất là dễ tại vì thích nghe những cái tiếng nói dịu dàng hoặc là thích đọc những cái tin nhắn, cho nên người phụ nữ dễ dàng yêu mà không cần gặp người đàn ông đó. Nhưng mà người đàn ông đó thì phải gặp em, phải thấy hình dáng của em, chào chính xú, thì người ta mới xác định được là yêu hay không. Và nếu em chỉ hỏi là yêu xa mà chị không biết là ở giai đoạn mấy hoặc là đã gặp bao nhiêu lần thì chị không trả lời được. Ok, Thư, em hỏi câu tiếp. Dạ, cảm ơn chị Điên. Câu hỏi tiếp của một bạn là: chị ơi, nếu bạn trai cũ liên hệ lại và nói muốn quay lại, thì ngay thời điểm đó mình nên trả lời như thế nào cho phù hợp ạ? Người bạn trai cũ muốn quay lại và mình nên trả lời tin nhắn như thế nào cho phù hợp, thì người ta sẽ nhắn như thế này: em anh muốn quay lại, thì em chỉ bỏ cái khuôn mặt cười thôi, em sẽ nhắn một khuôn mặt cười. Và ví dụ như người ta hỏi sao em cười, thì em nói rằng là ồ, em rất vui nếu như mà có thể gặp anh. Mình phải thể hiện là giữa người với người là khi gặp một người mình vui.
Rồi sau đó thì bạn có thể set up gặp mặt rồi từ đó mới nói tiếp. Cái tin nhắn mà trả lời là anh ta muốn quay lại như thế nào không quan trọng, cái thay quan trọng là cái thái độ sau khi bạn gặp lại anh ấy á, nguyên cái hành trình mà một tháng sau đó nó mới là quan trọng. Có nghĩa là bạn thể hiện như thế nào, bạn phải lùi về vị trí mình như thế nào, và bạn phải quan sát như thế nào, và bạn đưa những cái thái độ mình như thế nào, thì chị nghĩ cái đó mới quan trọng. Còn cái việc mà bạn nhắn á, thì bạn nói càng ít lời càng tốt, càng không nên xác định gì cả, không nên nói gì cả, không nên đồng ý à anh quay lại đi em chấp nhận rồi, cũng không nói như vậy. Mình chỉ là tỏ thái độ là mình rất vui khi người ta quay lại, rồi sau đó tính tiếp. Rồi Thư em có thể hỏi câu tiếp. Thì em đọc cái trường hợp kia. Ok em. Chào chị Biên, em muốn nhờ chị tư vấn giúp em. Chồng em là người cực kỳ gia trưởng, ích kỷ, luôn áp đặt mọi người làm theo ý mình. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi cũng có va chạm, nhưng sự việc không có gì to tát mà anh ta cứ chửi rủa em và nói là hỗn láo với má em, mở mặt là má em không ở chung. Cứ hễ có xích mích là nói rồi lo chuyện cũ ra hồi tháng trước, mấy năm trước. Em cũng đang cố tập thăng bằng, im lặng khi anh ta chửi, nói năng thì cũng dịu dàng phân tích, nhưng anh ta cứ tổn thương em theo cách như vậy đã 4 năm rồi. Theo chị, em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn chị. Dạ, chị Biên. Thì có một cái câu trong 50 câu mà Biên nói là đề về chỉnh sửa hôn nhân, là để chỉnh sửa hôn nhân thì mình phải thay chỉnh sửa mình trước. Một cái câu đài và như vậy. Thì cái việc mà anh gia trưởng hoặc là anh tổn thương em, anh nói những cái lời mà em không có muốn nghe, thì đó là không phải là thể hiện tính cách của một con người. Cái đó là theo mà con mắt của những người mà đi tư vấn tình cảm, thì họ không có thấy phần đó. Có nghĩa là họ thấy, nhưng mà họ sẽ thấy sâu hơn là cái chữ tình nghĩa, cái chữ tình hoặc là chữ nghĩa, hoặc là cái sự tương tác giữa em với chồng nó có sự giảm bớt đây, cái chữ tình đó nó bớt ở đây. Tại vì giữa người với người mà có thể chịu đựng nhau, mà có thể là yêu thương, có thể mà tha thứ cho nhau dễ dàng khi mà hai người có tình cảm với nhau, thì cái việc mà em nhìn á, thì em nhìn thấy cái tính của chồng em, nhưng mà chị nhìn á, thì chị thấy cái hôn nhân của em, cái hôn nhân của em là nó đang có vấn đề, và nó thật sự nó có vấn đề 4 năm rồi. Mà lại quay về tư vấn á, khi tư vấn 1-1 á, thì mình lại thấy rằng á, là khi một người chồng mà tổn thương mình, hoặc là gia trưởng, hoặc là anh ấy không có nói những cái lời khó nghe, thường là do phụ nữ tổn thương trước, tổn thương người đó, thì không phải là em đánh anh ta, không phải là em xô bàn hay là em chửi anh ta là như thế này như thế khác. Em tổn thương bằng thái độ, có nghĩa là cái thái độ của mình không cho anh ấy cái sự tôn trọng nhất định, hoặc là cái thái độ này có nghĩa là em làm gì không có biết, có thể là em không cười không nói, hoặc là có thể là em mở miệng em nhắm miệng, em mở mắt em nhắm mắt, có thể là em nói hay không nói, mà nó đưa ra một cái thái độ cho người chồng là em không tôn trọng là một, hoặc là em chưa ngưỡng mộ anh ấy, hoặc là em chưa có cho anh ấy là đặc biệt, hoặc là em chưa cho anh ấy là quan trọng, hoặc là em khinh thường anh ấy, hoặc là em chưa đánh giá cao cái giá trị của anh ấy, em không cho anh ấy là người có giá trị, bằng cái những cái cảm nhận mà người chồng em á có từ em đó, thì anh ta sẽ tỏ ra một cái thái độ nó bằng như vậy, một cách rất là tự nhiên thôi, chứ không phải là anh cố tình, là tại không phải là cô không thích tôi thì tôi không thích cô, nhưng mà tại em biết rằng á, khi mà em ra đường á, mà em thích ai đó là người đó thích em, mà người đó không thích em á, thì em cũng không thích người đó. Mà có người nào tự nhiên chạy tới rất là thích mình, rất là ngưỡng mộ mình, rất là đưa mình lên cao, thì mình không quen không biết, hoặc là mình không gì, mình cũng rất thích cái người đó,
không biết người ta làm nghề gì, không biết tính tình là gì, mà hễ thích mình là mình thích, mà hễ nói cái gì mình cũng nghe hết trơn, mình không biết quá khứ là gì hết trơn. Thì chồng em với em là vậy. Em chưa đưa được cái thái độ cho chồng em, và chính là cái thái độ em đưa đó nó nhập nhằng hoặc là nó không có rõ ràng, thì lúc chồng em nói lại là sẽ tổn thương em. Tại vì anh ta không có những cái anh ta muốn, anh ta không có được từ em. Thì đó là cái thái độ trong hôn nhân, mà trong cái lớp đầu tiên, cái ngày đầu tiên của lớp hôn nhân đã dạy. Là tại sao mình nhận lại toàn những cái thứ đó, là tại vì mình không biết cho người ta đi những cái thứ người ta cần. Lúc mà em cho được những cái thứ mà cái người chồng cần, thì người ta sẽ cho lại em những viên kẹo. Có nghĩa là em cho người ta hộp bánh thì người ta sẽ cho viên kẹo. Rồi trong khi người ta đứng đó mà em không cho, không gì hết, để người ta đói, thì thế nào người ta cũng gây sự với em. Nó là như vậy, mới nói về phần thái độ thôi nha. Chưa nói về cái việc là em thăng bằng hay không, hoặc là em có vô tình tổn thương chồng em hay không. Như cái nhóm chị nói hồi nãy, có thể là em nói một cái câu gì đó, hoặc là em giận anh ta dài, hoặc là em góp ý để cho anh ta tốt đẹp hơn. Thì lúc mà em góp ý của cho anh ta tốt đẹp hơn, thì anh ta không nghĩ rằng em đang góp ý, mà anh ta dịch ra rằng á là em chê anh ta tệ. Rồi mà lúc mà em giận anh ta thì anh ta không có dịch rằng á là cô này đang giận, mà anh ta dịch rằng á là em đang làm khó anh. Người đàn ông luôn nghĩ là người phụ nữ giận là làm khó, mà lúc làm khó có nghĩa là tổn thương. Bạn đi hỏi những người đàn ông đi, người ta sẽ trả lời lúc mà người vợ là giận lâu quá, người ta nói là cái cô này đang làm khó mình, chứ người ta không hiểu rằng á là em đang buồn và em cần nói cái điều gì đó. Không, người ta không nghĩ như vậy. Thì chính vì cái việc đó mà làm cho em không hiểu được cái tâm lý của người chồng. Có thể thôi nha, chứ không phải em. Chỉ nói ra những cái nguyên nhân thôi. Em không hiểu tâm lý hai phái, em không biết nhu cầu của người đàn ông là gì. Nhu cầu được tôn trọng, được khen tặng, được ngưỡng mộ, được đặc biệt, được quan trọng, được tin tưởng và được đánh giá cao, được công nhận những cái việc anh ta làm. Những cái điều đó mà thiếu hết, chưa nói là khen nha, mới những cái phần vừa rồi thôi. Chưa nói là phần khen và tâng bốc, phần đó là bonus. Nhưng mà phần cái phần chính là vẫn là cái thái độ của người vợ, cái cảm xúc mà người vợ quăng cho ông chồng. Nếu mà em đưa được cái thái độ đó được cho người chồng cảm được á, anh ta feel được là em là cái người vợ đang như vậy với chồng á, thì anh ta sẽ cho em toàn những thứ ngọt thôi. Thì cái vấn đề của em á, thì em nhìn là làm sao để sửa cái tính chồng em. Nhưng mà chị nhìn á, chị thấy hôn nhân em nó đang có một số vấn đề nhỏ mà có thể là sửa được. Có nghĩa là bằng cách chị ông chồng này, thì thường á, người ta sẽ nói chị như thế nào, thì mình chị bằng cái cách á, là mình tăng tình cảm lên, mình tăng cái sự kết nối hơn, mình chỉnh sửa là hôn nhân nó tốt hơn. Thì lúc mà hôn nhân tốt hơn, tình cảm hai người tốt hơn, thì em nói gì anh cũng nghe, và em muốn gì anh ta cũng hiểu. Hai người phải có kết nối với nhau, thì và em phải tránh tổn thương. Có nghĩa là em không những cần cái lớp hôn nhân để sửa lại hôn nhân, là trong cái sửa chỉnh sửa hôn nhân á, là cái thái độ là cái quan trọng nhất. Rồi sau đó là các cử chỉ mà mình quan tâm chăm sóc, nó có những cái nhóm riêng, nó có 8 cái bảng riêng. Rồi ngoài ra nó có vị trí của người vợ, ngoài ra nó có phần tình dục, còn ngoài ra nó có phần làm mới, ngoài ra nó có phần kết nối lại với nhau, hoặc là xây dựng lại cái niềm tin. Thì cái đó nó nằm trong lớp hôn nhân, mà chị nghĩ em nên đi học cái lớp hôn nhân để chỉnh sửa cái hôn nhân thấp điểm thành cao điểm. Và lúc đó thì em sẽ thấy thoải mái hơn, em sẽ hạnh phúc hơn trong hôn nhân. Và chồng của em cũng rất là vui vẻ trong hôn nhân. Tại không phải người chồng, bất cứ người chồng nào họ cũng muốn yêu thương vợ, và họ cũng muốn là vợ là cái người rất là đặc biệt. Nhưng mà không biết người vợ hành xử như thế nào để đẩy anh ta tới một cái người gia trưởng độc đoán, nói những lời tổn thương. Không ai muốn mình trở thành người xấu, không ai muốn mình thành tướng cướp cả. Tuy nhiên vì cái xô đẩy, vì cả hai không biết mà đẩy anh ta tới vị trí đó. Anh ta cũng không muốn mình là một người chồng vũ phu, hay là bạo lực, hay là không có nói lời ngọt ngào đâu. Mà chính mình phải điều khiển, tại mình là cái người lái tàu, mình là người chủ con tàu. Trong hôn nhân phụ nữ có vai trò cực kỳ quan trọng. Cho nên đàn ông xây nhà mà đàn bà xây tổ ấm là như thế.
Có nghĩa là mình là cái người lái con tàu này. Nếu mà mình không biết lái thì mình phải đi học lái. Tại vì nếu không khéo thì mình sẽ đưa vào vũng xoáy. Mà xoáy thì nó sẽ để sẽ dập nát cái con tàu đó đi. Rồi ngoài ra em cần học cái lớp thăng bằng. Cái lớp thăng bằng đó nó làm cho em được cân bằng về cảm xúc. À, và làm cho em được vui trong cái bản thân nội tại của em, và em làm cho em làm sao tránh những cái xung đột với người khác bằng cái cách là tránh tổn thương người khác, và cái cách xử lý cảm xúc, và ngoài ra rất nhiều như yêu thương bản thân và biết ơn, và cái cách sống tỉnh thức, và rất là nhiều nội dung khác trong cái lớp thăng bằng. Nếu mà em học hai cái lớp đó rồi, em về chỉnh sửa, em thay đổi mình, mà nếu vẫn chị chắc chắn rằng là cái tình cảm của em sẽ tốt hơn, và người chồng em sẽ thấy là anh ta sẽ cải thiện nhiều dần và tốt hơn, và lúc đó hai người sẽ hạnh phúc hơn trong hôn nhân. Chị chúc em là đi đúng đường, đi tìm cho mình đúng kiến thức, rồi tại vì nếu mà em vẫn không có thay đổi gì cả, em nghe chị nói và em về em cố gắng em lùi cụi em làm một mình, em cố gắng em chỉnh sửa hôn nhân của em một mình, em thấy nó cũng vậy à, nó mèo lại hòa mèo, có nghĩa là nó không khác, tại vì em không làm gì khác hết. Em muốn có một cái kết quả khác trước đây đi thì em phải làm những cái việc hoàn toàn khác. Tư vấn là gì, khi em đi nghe tư vấn là gì, khi em nghe đi tư vấn là em toàn nghe người ta nói những cái điều ngược lại bằng những cái điều em chưa bao giờ làm, về làm rất là khó. Tại vì nếu mà em giữ nguyên cái người cũ của em á, thì là em có cái kết quả ngày hôm nay rất là tệ. Nhưng mà bây giờ cái nhà tư vấn họ kêu em làm nguyên cái nhóm khác, mà cái nhóm em chưa quen làm, thì cái nhóm này nó khó làm thiệt, nhưng mà nó đưa em ra một cái kết quả khác. Chứ nếu người ta nói ồ em làm đúng rồi, em cứ về làm đi, em không có sai gì cả, thì em về á, em một tháng sau thì cái hôn nhân em cũng như vậy, nó không khác gì trơn á, tại con người em không làm gì khác hết trơn á. Đôi lúc á, chị nghĩ là thôi các bạn đừng có đi tư vấn nữa, các bạn ở nhà và làm ngược lại những thứ mình làm đi, thì nó sẽ ra kết quả khác. Nhưng mà vấn đề ở đây á, bạn không biết làm ngược như thế nào, mà để làm ngược như thế nào thì phải đi học. Khuyên đi học hoài á, thì cũng không phải ngại đâu, tại vì nhất định phải đi học. Nhưng mà các bạn không có hiểu cái từ khuyên đi học, tại vì khuyên đi học dạy 2 tiếng nói hả, mất hơi. Dạy 2 buổi, nói liên tục 8 tiếng đồng hồ, liên tục và cố gắng đưa dẫn chứng, cố gắng là nhấn nhá phần nào quan trọng để cho các bạn về các bạn làm được. Thì làm sao mà trong 10 live stream mà chỉ 5-10 phút mà chị đưa hết cho tụi em được. Trong cái lớp học á, là mọi người cứ là học trò của chị cứ muốn và không muốn trả lời các bạn, cứ muốn các bạn phải đi học đi. Đi học giá rất là rẻ, giá lớp của chị là chị nói là chất lượng thì không thể nào chê, mà giá thì quá là rẻ đi. Giá đó là để các bạn nào, cái giá chị hạ xuống thấp như vậy á, là để các bạn ở Việt Nam có thể học được, không quá cao tầm tay các bạn, và các bạn có thể hạnh phúc được trong hôn nhân. Cái giá đó nó rất rẻ với hạnh phúc của một cuộc đời, của một gia đình. Cho nên bạn đừng có ngồi và suy nghĩ là có nên học hay không. Không cần suy nghĩ, tại vì cái giá mà Biên đi học á là gấp mấy trăm lần các bạn đóng một cái học phí của một cái lớp, và Biên bỏ không biết bao nhiêu thời gian để Biên được có hạnh phúc. Và khuyên hoài, khi nào Biên lên Biên cũng khuyên y chang nói chị Biên cứ kêu đi học hoài. Ok rồi, câu hỏi tiếp đi em Thư. Dạ cảm ơn chị Biên. Có một bạn hỏi là chị ơi cho em hỏi tại sao yêu xa không phải là mối quan hệ vậy chị? Nếu yêu xa chưa từng gặp mặt mà vì tổn thương mà chia tay, thì nếu có gặp lại thì có đưa mối quan hệ trở về số 0 được không chị? Dạ. Khi bạn muốn hiểu bản chất yêu xa thì bạn phải đi một chút về gọi là tâm sinh lý của người đàn ông cũng như là tâm sinh lý của người phụ nữ. Mình biết tâm lý của người phụ nữ á, là mình hoàn toàn có thể yêu bằng tai, mà đàn ông yêu bằng mắt. Và cái cảm xúc á, đó là một phần. Cho nên á, ở trên mối quan hệ yêu xa thường các bạn nữ xả chết. Các bạn nữ là người đàn ông này chưa yêu mà các bạn nữ đã đắm đuối rồi. Bạn có thể nói với chị rằng là không, em chưa có tình cảm, em chưa gieo gì cả. Nhưng mà chắc chắn
bạn mà nói chuyện với một người đàn ông lâu trên mạng, bạn sẽ có cảm tình và bạn sẽ đi theo cái hướng là thông cảm, tội nghiệp, thường là đi theo tội nghiệp, rồi sau đó là rất là thông cảm với cái hoàn cảnh anh ấy, rồi sau đó là qua yêu lúc nào không biết. Còn người đàn ông á, người đàn ông người ta yêu bằng mắt. Và cái cơ chế mà về cảm xúc á, là người đàn ông họ phải bằng nghe á, là rất nhiều người đàn ông họ nói á, lúc ra hẹn gặp một cô gái á, thì do hình cô gái không có giống trên profile, các bạn để hình quá đẹp đi và các bạn sửa nhiều quá đi, các bạn chỉnh nhiều quá đi, thì ra người đàn ông đó nó bị tuột cảm xúc. Có nghĩa là cái cảm xúc đầu tiên người ta bị là giống như bị lừa gạt, bị cô này lừa gạt. Cho nên các bạn để hình trên Facebook á, đừng có để khác mình quá, cố gắng là để gần mình một chút. Nếu mà hẹn hò thì để sát gần cái hình của mình một chút, thấy được cái nhan sắc rõ của mình một chút. Tại vì các bạn để quá, người ta sẽ thấy hụt hẫng và người thấy bị gạt, bị lừa, bị các cô lừa. Rồi thứ hai á, là bị mà thường á, ví dụ như đi, bạn để một cái hình ở trên Facebook mà nó sát với bạn đi, thì người ta đã thấy cái hình đó rồi, người ta chấp nhận cô gái rồi, thì lúc mà tới gặp cô gái, người ta sẽ tìm hiểu những cái phần khác, như là cái phần tương tác, hoặc là mùi cơ thể, hoặc là hình dáng, hoặc là nước da, thì đó người ta sẽ cảm nhận cái khác. Còn lúc mà bạn tới mà gặp một cái người trên mạng mà nó quá khác biệt đi, là cái cảm xúc đầu tiên người ta là người ta bị rớt trên trời xuống, rất là đau. Và thứ hai là cảm thấy lừa gạt, lúc đó là người ta có cảm giác là dối ở đây, là người ta sẽ mất cảm xúc. Cho nên để hình trên Facebook về tâm lý nó vẫn bị ảnh hưởng một chút. Một chút nữa là lúc mà quá trình mà mình muốn người đàn ông yêu á, người ta rung động ban đầu rất là mạnh, người ta theo đuổi, người ta hỏi thăm, người ta làm âm lừa tình. Vũ nói đúng, lừa tình. Người ta làm âm tháng đầu tiên đó, người ta nhắn tin, người ta gọi sáng trưa chiều tối, thì mọi người đều nghĩ rằng đó là tình yêu sét đánh. Nhưng mà Viên đã nói rằng cái tháng đầu người đàn ông chưa có thể yêu người phụ nữ được. Người ta chỉ rung động thôi, người ta có cảm giác rất là nhiệt tình ở tháng đầu, nó không có tình yêu sét đánh, nó chỉ có là rung động sét đánh. Có nghĩa là cái thời gian đó người đàn ông đó mê rung động quá, nhưng mà để rơi vào trạng thái yêu nó cần thời gian là một, và nó cần tương tác. Và tương tác đây là tương tác xác thịt, tương tác giữa người với người, chứ tương tác là rờ được. Ví dụ như hai bạn ngồi trên xe, và trên xe Honda, rồi anh ta lấy tay và nắm lấy cái tay bạn xong đặt lên đùi anh ta, đó là tương tác. Hoặc là anh ta vuốt tóc mình, hoặc là anh ta đi ăn, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của mình, cái khuôn mặt của mình nó đỏ lên lúc anh ta chọc hay gì đó, thì cái đó nó mới ra được cảm giác yêu. Tại bạn nghĩ nếu mà một người đàn ông cứ gặp người phụ nữ tháng đầu mà yêu, tháng đầu là yêu, thì đơn giản quá, và họ rất dễ bỏ người đó. Nhưng mà mình muốn người đàn ông họ lọt vào một cái trạng thái yêu bền hơn, tình cảm bền chặt hơn, thì để tình cảm bền chặt hơn, để mà anh ta không đi ra cái cô thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đó, thì mình cần phải thời gian để gắn anh ta chặt với mình. Thời gian đó phải vài tháng thì mình mới xác định là anh ta có yêu mình hay không. Mà anh ta chưa gặp mình lần nào trên mạng thì làm sao xác định được, nó không thể gọi tình yêu trong đó. Nó mới là rung động trên mạng thôi. Nó có xét đánh trên mạng, có nghĩa là trên mạng internet mà nó có xét, và trên mạng internet nó có rung động ở trên đó, nhưng mà nó không có tình yêu nếu mà chưa gặp, nếu người đàn ông chưa gặp. Nhưng mà phụ nữ thì là hoàn toàn có thể yêu. Cho nên chính vì đó thì em nói rằng nếu mà yêu xa như vậy thì có quay về cái điểm số 0. Thật ra nó, em có cảm giác rằng là không thể quay về. Tại vì em đã yêu rồi, em có tình cảm rồi, và nó mang nặng ở trong lòng rồi, cho nên em không quay về được số 0. Nhưng mà người đàn ông đó gặp em là anh ta đang ở số 0, có nghĩa là anh chưa bao giờ là khỏi số 0 cả. Và anh rất dễ, nếu mà anh ta nghĩ rằng là anh không phải số 0 thì anh ta vẫn rất dễ quay về số 0. Cho nên nếu mà xét về tâm lý giữa hai bên thì em
quay về số 0 hay là không số 0 đó là do em nghĩ thôi. Nhưng mà cái trạng thái mà yêu xa trên mạng, nhắn tin mà chưa gặp mặt, chưa hôn, chưa chạm, chưa gì hết thì tình cảm nó chưa có. Cho nên quay về số 0 là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Chỉ có em thấy khó thôi. Còn anh ta là gặp em là như một người bạn thôi. Nó hơi mắc cỡ là ngày xưa có nhắn tin trên mạng. À, đó là về cái phật là giao tiếp thôi, hành xử thôi. Nhưng mà cái cảm xúc anh ta ở trong là số 0. Mà nếu em hiểu rằng cái cảm xúc anh ta là số, bên trong là số 0 thì em biết là em nên làm gì rồi đó, đúng không? Ok Thư, em có thể hỏi câu tiếp. Thư là học trò của mình và bạn có giọng đọc rất là hay. Nhưng mà bạn này có một cái rất là hay á, là bạn rất là thích làm những cái việc mà giúp cho các bạn gái khác. Có nghĩa là nghe chị Viên mà kêu là đi liền đó. Chị Viên ơi, ngoài kia mấy bạn khổ quá, làm biết bao nhiêu cho nó đủ. Đó là Thư á. Thì ok, cảm ơn em Thư. Em có thể đọc câu hỏi tiếp nếu em thấy. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Có một bạn hỏi là vợ chồng em bị mất kết nối hoàn toàn, không nói chuyện với nhau đã từ lâu. Em theo dõi chị, học và làm theo để có hạnh phúc tự thân. Em cảm thấy thoải mái hơn và vui vẻ hơn nhiều. Khoảng 2 tháng trước, em có quen một bạn là Les. Bạn ấy yêu thương và chiều chuộng em, thương em. Bạn ấy biết em đã có gia đình và vì một chút yếu lòng em đã nói yêu bạn ấy. Sau đó em nhận ra tình cảm mình dành cho bạn ấy hoàn toàn không phải là tình yêu. Và rồi chồng em phát hiện ra. Chồng em đọc được những tin nhắn mùi mẫn, nói lời yêu. Chồng em yêu cầu viết đơn ly hôn, nếu không sẽ nói cho tất cả mọi người biết em đang có mối quan hệ tình cảm với người đồng tính. Em đang đề nghị chồng em cho em 2 tuần để sắp xếp, vì em cũng mới nghỉ việc nữa ạ. Em thật sự rất hối hận, không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì cả. Em không biết phải làm sao bây giờ nữa. Em mong sẽ được chị trả lời ạ. Em cảm ơn chị. Ok, thì chị tóm lại câu chuyện của bạn này. Thường á, là bằng thư bạn sẽ không đọc tên các bạn. Tại vấn đề á, là tuần trước đã bị rồi. Có một bạn lên live và bằng thư đọc tên. Thì sau đó bạn nhắn với chị là chị ơi, em sợ rằng là người thân nhà em nghe sẽ có vấn đề lớn. Thì bắt buộc là chị vào, chị cố gắng cắt cái phần của bạn ra nhưng mà không có được. Tại vì live á, cho cuối cùng là quyết định phải lấy nguyên cái live đó xuống. Mà cái live đó nó có rất nhiều số điện thoại và có nhiều bạn comment trên đó. Cho nên... phải lấy xuống thôi, tại vì đó nó ảnh hưởng tới cái sự riêng tư của bạn ấy. Mà mình thì mình không có muốn là cái like của mình nó ảnh hưởng tới ai hết. Cho dù nó mấy ngàn like mình cũng bắt buộc mình lấy xuống mà thôi. Thì có nhiều bạn nhắn chị ơi sao tuần trước trên video trên fanpage của chị bây giờ không có nữa. Thì lý do là như vậy đó. Thì sau này chị có cắt lại và chị post trong các nhóm để các bạn có thể nghe lại. Thì chính vì vậy mà bạn Thư bạn không có đọc tên. Và các bạn có thể là đặt câu hỏi khi mà đang like như thế này, thì sau đó các bạn có thể xóa liền cái tin nhắn của mình nếu mà không muốn người khác đọc. Bạn có thể tự mình xóa. Có nghĩa là bạn nhắn hỏi chị nhưng mà sau đó bạn tự xóa đi, để mọi người không biết là cái đó là câu hỏi của bạn. Và chị thì chị không đọc tên, cho nên cái trường hợp đó sẽ không biết của ai hết. Thì đó là một cái cách để chị chỉ cho các em khi mà tụi em đặt câu hỏi trên mạng internet. Mình sẽ không muốn lưu lại cái gì hết, là rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn đặt câu hỏi có thể xóa đi, xóa hết. Rồi, câu hỏi của bạn này mình sẽ không có nêu tên như chị đã nói. Thì bạn á là cái mối quan hệ với chồng không có kết nối, tình cảm không có. Thì bạn có vẻ như là bạn rất là buồn. Bạn không có hạnh phúc trong hôn nhân. Thì bạn đi quen một cái người đồng tính. Cái người này cũng là con gái. Thì bạn nghĩ rằng là bạn nhắn qua nhắn về. Và cái bạn gái đồng tính đó cho bạn được một cái cảm giác. Thì bạn mới nhắn tin gọi là nói là yêu cái bạn này. Có nghĩa là con gái yêu con gái. Thì sau khi mà con gái yêu con gái thì chồng phát hiện. Và bạn nói là bạn đã có gia đình, đã có con với người chồng rồi. Thì đã phát hiện thì sau đó thì ông chồng đòi ly dị. Thì cái này là có thể bà em có thể là xin chị một cái giờ tư vấn
để chị có thể làm rõ hơn cho em, nhưng mà chị cũng có thể trả lời sơ sơ ở trên đây, nhưng mà nó không chi tiết bằng tư vấn một tiếng đồng hồ đâu, hoặc là dài hơn một tiếng đâu, tại trong đó nó có nhiều thứ để phải làm lắm. Tại vì em thấy rằng khi mà một nhà tư vấn mà nghe câu chuyện của em thì rất là hiểu, là tại vì trong hôn nhân của em á, do là có thể là do hẹn hò nó tới với nhau không có đúng, và sau hôn nhân không biết chuyện gì xảy ra, không có say hay là không biết có thái độ đúng, không có kết nối, không có đúng làm đúng vị trí giữa người chồng và người vợ, cho nên cái hôn nhân nó hư. Cho nên chính vì vậy mà em thấy là chồng em với em không nói chuyện được với nhau, và không có vui trong hôn nhân, cả hai thằng đều buồn cả. Em không có hạnh phúc trong hôn nhân, ảnh cũng rất là buồn, anh rất là buồn. Rồi sau đó thì em lại sẽ bị lọt ra ngoài hôn nhân, sẽ có tình cảm với một người, nhưng mà đặc biệt là em có tình cảm với một bạn nữ khác, nhưng mà sau đó em nói em xác định không phải là tình yêu, là do mà em quá thiếu thốn tình cảm trong gia đình. Em cái vấn đề yêu và được yêu nó là nhu cầu của toàn bộ con người, người nào cũng có nhu cầu yêu và được yêu, cho nên em không có ở nhà thì em sẽ đi tìm ở ngoài. Thì lúc đi tìm ở ngoài đó thì chồng phát hiện, và em khẳng định là không phải là tình yêu, mà do là có lẽ là em đã bị em thiếu thốn quá, cho em cứ ngỡ đó là tình yêu. Thì bây giờ em thấy rất là hối hận, và chồng em thì đòi ly hôn. Em nói rằng nếu mà không ly hôn anh ta cho mọi người biết. Thì em nói rằng là em đang nghỉ việc, mà em làm sao để cho có thể là cho ảnh hiểu, có nghĩa là đừng có ly hôn nữa. Thì cái câu chuyện của em á, nó như thế này. Em quyết định xin anh ấy 2 tuần đó là rất là đúng. Đúng, cái việc đó đúng. Tại vì tất cả các chuyện gì mới xảy ra nó quá là mình ở trong trạng thái cảm xúc nó quá là cao điểm đi, thì mình không thể nào mình ra quyết định đúng hết, mà chồng em cũng không thể ra quyết định đúng. Dời lại, delay lại, hoãn binh, kìm kế hoãn binh là tốt nhất để cho cả hai bình tĩnh hơn. Tuy nhiên trong cái quá trình 2 tuần em chờ thì không phải là mình ngồi khoanh tay và mình chờ coi phép màu xảy tới, hay là mình không làm gì hết, mình im lặng, mình không nói gì hết, mình đi về, mình không mở miệng, và anh ta cũng không mở miệng, và hai người cứ im lặng như thế và đợi 2 ngày trôi qua, 2 tuần trôi qua. Thì em thấy 2 tuần trôi qua, cái ngày tới nó, kết quả nó vẫn như vậy, có nghĩa là anh như vậy. Thì em phải nói, em phải ra một cái hành động để cho thay đổi cái cục diện, có nghĩa là muốn thay đổi cái gì đó thì phải ra hành động, phải ra solution, phải ra giải pháp, chứ không thể ngồi khoanh tay mà nhìn. Khoanh tay mà nhìn nó không ra kết quả. Bạn ngồi khoanh tay nhìn không ra kết quả đâu, bạn phải nói cái lời gì đó, bạn phải làm cái lời gì đó. Thì bây giờ chồng em đòi ly dị có 2 cái xảy ra với anh ta. Có 2 lý do. Thứ nhất, có thể là anh ta hết tình cảm với em rồi, và đây là cái cơ hội để anh ta ly dị. Nhưng mà chị không nghĩ là như vậy. Tại vì nếu mà anh ta đã muốn bỏ em thì anh ta đã bỏ lâu rồi. Rồi trường hợp thứ hai là anh ta thấy tổn thương. Anh ta thấy tổn thương và anh ta giận, giận dữ. Cho nên cái trường hợp thứ hai này nó nhiều hơn. Mà nếu trường hợp mà tổn thương, giận dữ thì cái hôn nhân em á, em có thể nói chồng em không ly dị được bằng cái cách chút nữa chị sẽ chỉ cho em, là em nói như thế nào để chồng em có thể nguôi cơn giận, hoặc là thấy không bị tổn thương. Chồng em sẽ thấy tức là tổn thương, bị sỉ nhục, tại vì mình là người đàn ông mà vợ của mình lại đi quen một người phụ nữ khác, thì cảm thấy như mình bất lực trong hôn nhân. Rồi cộng lại là bao nhiêu năm qua mình không hạnh phúc, anh ta cảm thấy bế tắc. Có lẽ như là cái gia đình này, mình có con với người vợ này, nhưng mà tương lai nó không sáng, tại vì bao nhiêu năm nay nó đã buồn rồi, bao nhiêu năm nay đã chán rồi, mình đã muốn buông bỏ rồi. Bây giờ cô ấy lại đi quen một cái cô đồng tính, thì anh ta cảm thấy bế tắc trong cái tương lai. Mà lúc một người mà bế tắc trong tương lai, thường người ta sẽ ra ly dị quyết định. Thì bây giờ em biết được, em hiểu được cái câu chuyện của em, thì em phải giải phóng những cái phần anh ta đang lo lắng, phần bế tắc và cảm thấy rất là bị tổn thương. Thì bây giờ em đưa cho anh ta một cái thông điệp. Cái thông điệp quan trọng, cái thông điệp, cái nội dung thông điệp như thế này, là em phải
Trong cái thông điệp đó thường nó có 3 phần, thì phần đầu em nói một cái lời gì đó nó nhẹ nhàng để cho anh ta hiểu rằng là em có một thái độ tích cực ở đây, em không phải gây chuyện. Cái em có thể viết thư hoặc là em có thể nhắn tin trên Facebook hoặc như thế nào đó. Thì đó là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai là em nói ra em phải chấp nhận là mình có lỗi. Tại vì những cái người mà đang giận mình á, không biết là lỗi thằng nào, nhưng mà cái người đang giận mình á, họ luôn luôn muốn nghe một cái câu xin lỗi từ cái mình, từ mình. Và thường người ta khi mà người ta nghe cái lời xin lỗi của em là người ta đã bớt giận 50% rồi. Và em phải chấp nhận là em nói rằng là em thấy rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc là em đã đối xử như vậy đối với anh. Anh nói thật không 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 công bằng cho anh. Nếu mà thời gian mà có thể quay ngược lại thì em sẽ nghĩ chắc chắn là em sẽ không làm điều đó. Tại vì điều đó em biết rất là tổn thương anh. Và em chắc chắn điều đó nó sẽ không xảy ra trong tương lai. Rồi đó là cái ý rất là quan trọng, em phải đưa, em phải nhận lỗi. Rồi ý thứ hai em phải đưa là em nói rằng á, là em nghĩ rằng ban đầu lúc mà cái hôn nhân mình không được tốt, em quá đói khát về tình yêu, thì em gặp bạn ấy, em nghĩ đó là tình yêu của em. Nhưng mà qua một quá trình tương tác thì em lại thấy đó không phải là tình yêu. Nó không giống tình yêu giữa nam nữ, không giống tình yêu của em và anh ngày xưa lúc mới gặp nhau. Nó là một cái gì, nó cảm giác là một cái tình cảm giữa con người với nhau. Cái sự cảm thông chia sẻ cùng phái, chứ nó không phải là tình yêu. Thì đó là ý thứ hai em phải đưa được cho ảnh, để anh hiểu rằng á, là em sẽ không đi lặp lại và đi tìm cái tình yêu đó nữa. Rất là quan trọng, tại vì em nói với chị là em rất muốn quay lại với gia đình và muốn anh không có ly dị. Và ý thứ ba là em muốn nói với anh rằng á, là em nhìn nhận lại và em thấy rằng á, trong khoảng thời gian qua em đã không làm đúng cái vai trò của mình, vai trò người vợ, để mà em không có hạnh phúc trong hôn nhân. Mà em biết anh cũng rất là buồn vì cái hôn nhân mình coi giống như là nó không có cái đường lối thoát. Nhưng mà em qua quá trình em đọc sách, em có theo dõi một vài chị trên mạng, thì em thấy rằng á, là em phải thay đổi. Em phải thay đổi cái thái độ của em, cái cách hành xử của em mà thời gian qua em không có biết. Và ý thứ hai là cái hôn nhân của mình, cả anh với em, mình cần có thời gian để mà dành thời gian cho cái hôn nhân mình, để sửa cái hôn nhân mình, để cho cả anh và em hạnh phúc, để cho con mình nó có đầy đủ cha mẹ và nó là hạnh phúc. Thì ý thứ ba đó em cho anh ta thấy rằng em sẽ thay đổi trong tương lai. Em biết lỗi là một ha, và anh ta cho biết là cái tình cảm đồng tính kia nó không phải là tình yêu, mà em cũng khẳng định với chị là không phải tình yêu. Và thứ ba em phải cho anh ta biết là em sẽ thay đổi. Thì chính ba cái câu mà ba cái nội dung chính mà em đưa được cho ảnh á, là em giải quyết vấn đề là anh thấy bế tắc trong tương lai nè, giải quyết vấn đề của anh, hai của anh là anh đang bị tổn thương. Và nếu em giải quyết được hai vấn đề này thì chồng em sẽ không có đòi ly dị, tại vì chồng em muốn dù sao đi nữa hai người đã quen nhau, đã cưới nhau, đã chính thức vợ chồng và đã có con, cho nên nhất định anh ta sẽ cho cơ hội. Nhưng mà nếu như anh ta từ chối, anh ta nói không, hết rồi, tôi với cô không còn gì nữa, ly dị đi, ly dị đi, thì lúc đó em sẽ tìm một cái, em xin anh ta một thời gian nữa. Em nói em anh có thể cho em một thời gian 3 tháng, dù sao gì em cũng mới nghỉ việc và em cũng muốn 3 tháng này mình cũng có thể, nếu như mà mình không thể yêu thương nhau được hoặc là anh không có thấy thoải mái với em thì cứ cho là mình ở lại với con, thời gian cuối với con. Thì lúc đó em là xin 3 tháng, và 3 tháng đó em cố gắng thay đổi mình, em cố gắng bù đắp, thì chị nghĩ là anh ta sẽ thay đổi. Nhưng mà chị nghĩ em không cần 3 tháng đâu, nếu em nói một lá thư mà chị thiết kế đó thì chị nghĩ rằng anh ta sẽ không có đòi ly hôn nữa. Em phải biết phần thiếu, hai cái phần mà anh ta cần nhất, là thứ nhất là anh ta đang thấy bị tổn thương, bị sỉ nhục, và thứ hai là anh ta đang thấy bế tắc trong tương lai về cái hạnh phúc của lứa đôi. Thì đó là hai cái phần em phải xoáy vào. Thì đó là cái phần chị tư vấn cho em. Ok Thư, em có thể đọc tiếp. Dạ, em cảm ơn chị Biên. Một bạn hỏi là
Chị ơi, em bị một bạn đi ngược đường lao xe qua. Em đi hơi nhanh một chút và phanh gấp. Em bị té xe ngã sóng xoài. Bạn đó dừng xe, dắt xe em vào lề đường, hỏi có bị sao không. Chân và tay em bị trầy, xe có bị xước nhẹ. Bạn đó đi mua thuốc sát khuẩn và băng dán cá nhân dán cho em. Lúc bạn ý làm xong, dù đang còn đau và hơi choáng, nhưng em vẫn đứng dậy dắt xe đi. Thậm chí, em còn cảm ơn bạn ý. Bạn ấy cũng không xin lỗi hay nói gì, em không rõ. Vì em đang rất vội, cũng không để ý. Em hiểu mình không bị vấn đề gì quá nặng. Bạn cũng đã có thái độ tốt. Mình không nên ăn vạ hay làm khó dễ người ta. Em học từ chị là nên học tha thứ, thấu hiểu cho người khác. Nhưng không hiểu sao lúc về nhà, em bình tĩnh lại, em vẫn cảm thấy tổn thương vì không nhận được lời xin lỗi của bạn ấy. Lúc đó, em chỉ nghĩ là nên thấu hiểu cho người khác, nhưng sau đó em cảm thấy hình như mình đã không dành cho bản thân sự tôn trọng nhất định thì phải. Em muốn hỏi chị là, thứ nhất là nên thấu hiểu cho người khác là tốt, nhưng trên nền tảng phải tôn trọng cảm xúc của bản thân phải không chị? Thứ hai là nếu quay lại lúc đó thì em nên nói và làm gì chị? Em thấy bạn này còn cái câu hỏi phía sau nữa, nhưng mà chắc là mình phải trả lời cho bạn trước đó chị. Ok, thì câu hỏi của em á là nếu mà cho dù cái người tông em đó, tông xe á, là nam hay nữ, nhưng mà em thấy á, là nếu mà em thấu hiểu thì em phải hiểu như thế này, là người Việt rất là dở trong cái việc nói lời xin lỗi. Mà chị nói là cho dù chị qua Mỹ mà không biết bao nhiêu lần chị có cuộc gọi điện thoại là nói rằng á, tao chỉ muốn nghe nó một lời xin lỗi thôi, mà bạn biết á, hả, là mười mấy năm người kia không nói câu xin lỗi, mười mấy năm người Việt mình rất là dễ. Nhưng mà nếu mà quay ngược lại mà nhìn cái hành động của bạn ấy thì những hành động bạn ấy rất là xin lỗi rất là nhiều, có nghĩa là bạn đã đi lo cho em, đã băng băng đã đồng ý, thì bạn nghĩ rằng đó là lời xin lỗi. Và nếu mà bạn không thấy lỗi thì bạn đi rồi, nếu mà bạn ghét bạn là bạn đã đi rồi, thì đó là cái sự thay cho lời xin lỗi. Thì tuy nhiên là nếu mà mình thấu hiểu thì mình thấu hiểu tới cái mức đó. Còn của em thì em thấy về em thấy là hình như có cái gì đó sai sai. Nếu như mà mình thấu thông cảm và thấu hiểu cho người đó nhưng mà không tôn trọng mình, thực ra là mình rất tôn trọng mình rất là yêu thương mình, cho nên mình mới thông cảm và thấu hiểu cho người khác. Cái việc mà người ấy đối xử như thế nào đối với mình nó không liên quan đối với mình là coi mình có tôn trọng mình hay không. Hai cái đó nó không liên quan. Không có nghĩa là người kia, một cái người tới mạt sát mình là mình không tôn trọng mình. Cái thái độ của mình tôn trọng mình không không cần biết người ngoài đối xử với mình như thế nào. Em đang nối hai cái sự việc này với nhau. Em thân nối hai sự việc thế nào? Nếu mà em cứ nối hai sự việc này với nhau, có nghĩa là em quan sát cái thái độ người khác để đánh giá định vì cái giá trị của mình là không có ổn. Là tại vì cái giá trị của em, cái thần thái của em, cái tôn trọng bản thân, yêu thương bản thân mình đã nằm trong máu mình và nó là như vậy là như vậy. Còn cái người kia có làm mình như thế nào đó là chuyện của người khác. Tại vì lúc mà em tách được hai phần này ra rạch ròi là em sẽ không bị tổn thương. Tại vì nếu em nối vào thì em thấy là em ra đường á, 1.000 người khác nhau, và những người kia sẽ làm theo cái kiểu thói quen của người ta thôi, chứ không phải làm theo theo cái chuẩn của xã hội. Thì lúc đó là em sẽ bị tổn thương rất là nặng. Nếu mà em quan sát là người khác làm gì đối với em thì em có thấy được tôn trọng hay không? Cho nên việc của em á, nó không có mâu thuẫn gì ở đây cả, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Cái việc em thấu hiểu người khác, em quan sát cảm xúc người khác, em quan sát cái hành xử và thái độ người khác, đó là cái chuyện mình quan sát để thấu hiểu. Còn cái việc em tôn trọng của em là một cái mảng hoàn toàn khác, mà cái mảng này em phải nhất định là củng cố nó, gia cố nền nó, làm cho nó chắc lên để cho những cái ngoài kia không thể nào lay động được. Thì đó là cái phần mà chị trả lời cho cái câu hỏi của em, là có mâu thuẫn trong cái việc mình tha thứ cho người khác dễ quá là không tôn trọng mình hay không. Nếu mà bạn ở một cái level cao á thì bạn thấy rằng á là lúc mà bạn tha thứ và thấu hiểu cho một cái người nào mà gọi là thấp hơn mình á, thì trong mình đã có cảm giác rất là tự hào rồi, mình không cần người ta tâng bốc, mình không cần người ta tỏ thái độ, cũng không cần lời cảm ơn luôn.
mình biết mình là ai, mình biết mình làm cái gì và mình biết mình đang làm gì đúng sai. Còn cái người ngoài kia hầu như không ảnh hưởng, hầu như không ảnh hưởng được. Thì đó là cái câu trả lời của chị dành cho em. Chị hiểu cái cảm giác của em, nhưng mà do có lẽ là em chưa thật sự có cái hạnh phúc tự lân hoặc là cái bản lĩnh, cái nội lực từ bên trong, thì mình phải gia cố cái nội lực đó hơn, hoặc là em trải nghiệm qua nhiều hơn thì cái phần đó nó sẽ lớn mạnh hơn, mình sẽ tập từ từ. Ok, thì đó là cái câu trả lời của chị. Em có thể tiếp á Thư. Dạ, em cảm ơn chị Biên. Câu hỏi từ bạn fan cứng của chị Biên là: chị ơi, nếu mình đã chia tay, người đàn ông sau 6 tháng gửi cho mình một bức thư viết tay dài 4-5 trang cho mình, ghi nỗi lòng của anh ta là sự nghiệp chưa ổn định, rồi có nhiều phụ nữ theo đuổi anh ta nhưng anh ta chỉ xem như bạn, anh ta cũng không nói gì về tương lai, tình cảm, chỉ nhấn mạnh là anh ta cần tập trung cho sự nghiệp. Vậy tình cảm của người đàn ông này là như thế nào ạ? Ok, thì tình cảm nhiều hay là ít, hay là mình đoán được hay không đoán được, mình chưa có thể ra câu trả lời nhất định được. Anh ta có thể là có rất nhiều tình cảm mà anh không có khẳng định được với em, tại vì không muốn em chờ, hoặc là anh ta chỉ muốn thổ lộ cái cảm giác buồn lúc đó. Nhưng mà cho dù như thế nào thì mình thấy là người đàn ông này đang có tình cảm với em, cảm xúc với em, tại vì có cảm xúc mới viết được một cái lá thư 4 trang. Nếu không có thì người ta không viết được, người ta chỉ nhắn một vài tin mà thôi. Thì người đàn này đang có cảm xúc, thì câu trả lời á, là em phải, cái lá thư nó không quan trọng, mà cái việc anh ta có quay lại theo đuổi em, hoặc là quay lại gặp em, hay là quay lại tương tác với em, và cái tần suất, cái số nó bao nhiêu lần một tuần, cái việc đó mới quan trọng. Còn cái việc anh ta còn tình cảm hay không còn, nhiều hay ít chị không biết. Nhiều hay ít nó thể hiện cho anh ta làm sao, anh ta tương tác với em như thế nào, anh ta làm nhiều như thế nào hay là làm ít như thế nào. Thì đó là cái câu trả lời của chị dành cho em. Thư, em có thể đọc tiếp. Dạ, cảm ơn chị Biên. Câu hỏi từ bạn là: chị cho em hỏi thêm câu này nữa ạ. Thứ nhất là quan sát cảm xúc của mình, hoặc quan sát ngay lúc xảy ra sự việc, hoặc quan sát lúc có thời gian một mình, lúc quan sát được cảm xúc đó là gì rồi, thì cảm xúc đó sẽ tự nhiên biến mất đi, hay chỉ đơn giản là để nó không tấn công lại mình lúc mình không ngờ nhất. Vậy mục đích của việc quan sát cảm xúc của mình là gì ạ? Câu hỏi thứ hai là: những việc bản thân cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn ép mình phải làm vì nghĩ điều đó là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân, có phải là yêu thương bản thân không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chắc chút nữa chị nhờ em đọc lại câu 2. Thì cái câu thứ nhất là bạn nói là quan sát cảm xúc là để cho tự nó mất đi, hay là quan sát cảm xúc để làm cái gì? Thì cảm ơn em. Thì Dương nói chị Biên trả lời hay quá. Chào chị Uống. Cái việc mình quan sát cảm xúc lúc mới xảy ra, thì cái đó là cho những người gọi là ở level cao, là người ta cái cảm xúc tới hay đi người ta đều biết. Còn những bạn mà ví dụ quan sát cảm xúc lúc mà mình rảnh rỗi buổi sáng, lúc buổi sáng dậy và mình giống như là mình coi phim lại ngày hôm qua, hoặc là mình coi phim những ngày trước để coi cảm xúc mình trong những lúc đó như thế nào, mình nhớ là như thế nào, thì cái việc quan sát cảm xúc đó để cho bạn rất là dễ kiểm soát. Tại lúc lòng thấy nó rồi thì rất là dễ kiểm soát. Thì cái cảm xúc đó nó như thế này, là mình luôn có những cái cảm xúc tiêu cực và luôn có những cái cảm xúc tích cực, và nó tới lúc nó tới, thì cái việc của mình á là để cho mình đừng có phản ứng lại, mình đừng có phản ứng lại với nó có mất hay là nó nằm đó, hay là nó đi đâu, hay là nó bốc hơi, hay là nó làm gì, thì mình không cần biết. Nhưng cái việc á, khi mà cảm xúc tới như vậy á, mình đừng có phản ứng, mình đừng có làm gì manh động hết. Và thường á, cảm xúc tiêu cực nó sẽ tới rất là nhiều,
Và cái cảm xúc tiêu cực là cái cảm xúc mà chị gọi là phải có nghĩa là ai cũng có hết. Ai cũng có. Mà mình nói, à mày tới hả? Thì mình đón nhận nó, mình quan sát nó. Thì lúc mà em, mà cái cảm xúc đó nó chạy tới, em nói ok, tao thấy mày rồi nha, à, thì là nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ bỏ đi. Còn nếu mà em thấy tới, rồi em lấy tay em đập nó, lấy tay em đá nó, em kích nó, là bắt đầu bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Thì cái việc quan sát cảm xúc của em á, cái mục đích lớn nhất là để cho mình biết là mình không bị cái cảm xúc đó tổn thương mình, nó không làm tổn thương mình. Và cái mục đích thứ hai á, là mình không tổn thương người khác. Tại vì lúc mà mình ra cái phản ứng của mình với cái sự kiện đó, mình sẽ tổn thương người khác. Thì cái mục đích lớn là mình sẽ không tổn thương mình và mình không tổn thương người khác. Mình quan sát cảm xúc là mình xác nhận là mình thấy nó, thì nó sẽ mất. Lúc mình xác nhận mình thấy nó thì nó từ từ nó sẽ mất. Còn nếu em không thấy nó chỉ đi rong, nó chạy sâu nhà, nó chạy sâu hè, nó chạy, thì nó cứ chạy vòng vòng hoài. Nó hết chạy ra cửa trước, nó chạy ra cửa sau, rồi nó núp, rồi 3 năm sau nó quay lại. Nhưng mà lúc mà mày, ồ ta thấy mày nha, ta thấy mày rồi đó, thì nó sẽ mất. Tại vì mình thấy nó rồi, nó không trốn làm gì. Tao thấy mày rồi, không trốn nữa. Nhưng mà nếu em không thấy thì nó lại tiếp tục nó trốn. Nhưng mà em thấy nó rồi, nó sẽ mất tiêu. Cho nên cái việc quan sát cảm xúc của em, để em thấy cái cảm xúc đó, thì em xác nhận là em thấy thì nó sẽ mất. Và em sẽ không có ra phản ứng tại cái thời điểm đó. Cái mục đích cuối cùng của cái người quan sát cảm xúc tốt là người ta không có phản ứng với sự việc, với sự kiện, với nỗi đau xảy ra. Thì lúc đó là em không bị tổn thương và em cũng không tổn thương người khác. Thì đó là cái câu trả lời cho phần đầu quan sát cảm xúc. Thì chị nói là quan sát cảm xúc mà cái gọi là ở cấp đỉnh cao là bạn quan sát được lúc mà ai đó tấn công mình và mình biết được cái cảm xúc mình đang xảy ra tại thời điểm đó là cái level cao. Nhưng mà bạn có thể tập bằng cách đó là cái việc đó nó xảy ra rồi, mình đã làm sai, mình đã nói câu sai rồi, nhưng mà tối về mình nhớ lại, mình nói à, nếu mà trong trường hợp này mình không nên nói những câu như thế này, mình sẽ kiểm soát cảm xúc hơn, mình sẽ im lặng hơn, ví dụ vậy. Hoặc là những cái lúc buổi sáng sớm, em mới thức dậy, em dành một tiếng hoặc là nửa tiếng ngày, trong ngày đầu giờ trong ngày để mà tinh khôi, mà ngồi mà chiêm nghiệm mình và quan sát mình, để hỏi mình là mình đang có mong muốn gì, mình đang có suy nghĩ gì. Thì mình tập những thói quen đó, thì lúc mà hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình quan sát hơi thở. Tại vì quan sát hơi thở nó gần giống với quan sát cảm xúc. Thì đó là mình tập để mình đạt cái đỉnh cao nhất, là quan sát lúc nó vừa tới luôn, chụp nó liền. Thì đó là cái câu trả lời cho em. Rồi cái câu hỏi thứ hai, Thư, em đọc lại giùm chị. Dạ, câu hỏi thứ hai là những việc bản thân cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn ép mình phải làm vì nghĩ điều đó là sự lựa chọn tốt cho bản thân, có phải là yêu thương bản thân không ạ? Chính xác, tại vì yêu thương bản thân là em phải vượt qua những cảm xúc tiêu cực và làm những cái gì tốt nhất cho bản thân của mình. Thì em đã trả lời cho câu hỏi của em, nó đúng là như vậy. Em có thể đọc câu hỏi tiếp. Dạ, em cảm ơn chị Điên. Có một bạn hỏi là làm sao để tạo sự kết nối nhiều hơn giữa hai vợ chồng và chị Điên. Cảm ơn chị. Thì cái này á, là chị nói trong cái live vừa rồi, chị live trong cái nhóm phẩm chất quý cô hả, để trả lời các bạn trong nhóm trực tiếp trong đó. Thì để xây dựng kết nối giữa hai vợ chồng á, là em phải đi học nguyên cái lớp hôn nhân. Cũng kêu đi học nữa, nhưng không sao, chị nói đại ý cho em biết là nó có nhiều lắm. Và năm cái gạch đầu dòng, cái đầu tiên mà chị có trả lời câu hỏi đầu tiên của cái nhóm này á, là cái thái độ của em dành cho chồng. Em phải biết nhu cầu của người chồng. Cái nhu cầu không phải về ăn uống hay là nhu cầu về tình dục, mà cái nhu cầu này là nhu cầu về tinh thần. Em có biết nhu cầu của người đàn ông về tinh thần hay là nhu cầu của chính em trong hôn nhân hay không? Tại vì em biết em mới cho anh ta được. Mà lúc em cho anh ta được là kết nối nó bùm bùm bùm, có nghĩa là nở hoa nở rộ. Cái thái độ của em cho chồng, em phải quăng cho chồng một cái cục, mà trong cái cục đó nó có những cái thứ như thế này. Nói quăng cho chồng một cái cục thì ghê quá.
mình trả tặng cho ông chồng một cái package, một cái giỏ hoa, giỏ quà. Mà trong giỏ quà này á, à, em đã đăng ký học lớp hôn nhân cuối tuần này rồi hả? Giỏi. À, cuối tuần này sẽ gặp em ha. Thì em sẽ quăng trong trong một cái package, một cái giỏ quà. Trong cái giỏ quà đó em quăng được cái sự là em rất là ngưỡng mộ ảnh. Ảnh là một người rất có giá trị, giá trị cho con, giá trị cho em, giá trị cho hôn nhân. Anh ta là cái người rất là dễ thương, anh ta là cái người duy nhất, cái người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của em, hơn bất cứ người đàn ông nào trong cái cõi đời này. Anh ta, em rất tôn trọng anh ấy, em rất ngưỡng mộ anh ấy, em rất quan tâm tới cảm xúc của anh ấy. Thì đó là một cái package, một cái giỏ quà mà em, thái độ của em, cái thái độ và cái cảm xúc của em phải quăng cho anh ta ra, để anh ta ra cái cảm xúc đó. Thì để mà anh ta có cảm xúc đó, không phải nó chỉ đến từ cái việc là em nói như thế nào, nó không tới bằng ngôn từ, nó không tới bằng cái ABC ráp lại, nó không tới bằng chơi chữ là lấy chữ A với chữ B lại ra chữ yêu, rồi chữ yêu đó quăng chữ yêu cho ảnh, em nói anh em yêu anh là ảnh ra được cái kết nối. Nó không phải vậy. Thì kết nối nó tới từ thái độ của em hoặc cảm xúc em đưa được cho anh ấy. Thứ hai, nó tới từ cái vị trí của em trong gia đình, trong cái vị trí người vợ. Người vợ làm cái gì cho chồng và chồng làm cho gì cho vợ, để nó ra kết nối. Cái vị trí đây nó nói về tâm, một chút về tâm lý học. Nó nói về cái người đàn ông có nhu cầu gì. Ví dụ như là trong hôn nhân cũng như ngoài xã hội, người đàn ông có hai nhu cầu chính là tình dục, hoặc là nhu cầu về sự nghiệp, hoặc là về mặt mũi đối với bạn bè. Rồi đó là cái việc đó là một phần trong cái phần kết nối. Rồi một phần kết nối nữa là em phải nói chuyện được với chồng em. Không, hai người nó không có gọi là quan điểm trái chiều. Tại bên Mỹ bạn biết á, là quan điểm rất là trái chiều. Một thằng là một quan điểm, một thằng là public, phái Cộng Hòa, một thằng là phái Dân Chủ. Nhưng mà lúc ra mà nói chuyện họp hành vẫn nói chuyện với nhau rất là tôn trọng. Cái quan điểm của mình nó không liên quan tới cái việc trao đổi, không có liên quan tới cái việc là giao tiếp, nói chuyện được với nhau. Cho nên em phải biết cái cách, em phải biết tâm lý của người đàn ông như thế nào để có thể giao, hai vợ chồng phải hiểu nhau. Nó có những cái nguyên tắc trong cái việc mà nói chuyện. Ví dụ như mình hiểu rằng là người đàn ông họ sẽ ra giải pháp, và lúc nói chuyện với mình họ đi tìm nguyên nhân và họ đưa ra giải pháp, thì mình lại bị xúc phạm, thì mình phải hiểu. Hoặc là những cái vô tình tổn thương như thế nào, em tổn thương, vô tình tổn thương anh ta như thế nào, anh ta vô tình tổn thương em như thế nào. Mình dẹp ra những cái rào cản đó, và mình đưa cái cách mình đưa nói chuyện là mình đưa cảm xúc như chị nói, chứ mình không có đưa lời. Cái lời nó không có ý nghĩa gì là nhiều lắm trong cái cuộc giao tiếp, hay là cái chính kiến của mình đó, nó không có ý nghĩa gì nhiều trong cái giao tiếp. Thì em phải nói chuyện được với chồng nó mới ra kết nối. Rồi một cái nữa là để ra kết nối là theo tiến sĩ Brené Brown mà chị đã viết nhiều bài, chị đăng á, là mình phải nói được cái những cái phần mà mình không nói chuyện với thằng hàng xóm, hoặc là mình không kể được với mẹ mình, mà mình chỉ kể được với chồng mình thôi. Có nghĩa là những cái phần rất là sâu bên trong của mình, không cần là nó ở trong quá khứ, nó có thể là trong hiện tại, có thể là nó mới xảy ra ở cơ quan, nó có thể là sắp xảy ra ngày mai. Mà mình tâm sự những cái phần đó đối với chồng mình, những cái điều khó nói mà mình nghĩ là mình không nói được với người khác, nhưng mà do mình quá tin chồng mình cho nên mình kể những câu chuyện đó. Mà đôi lúc những cái chuyện đó là những cái chuyện mà mình làm gì sai cũng có nữa. Có nghĩa là mình nói, ôi trời ơi, mình thấy cái anh đó đẹp trai quá, mà sao mình thấy, sao giống như mình có một chút rung động á anh. Thì mình về mình kể cho ông chồng nó. Thì đó là những cái phần mà kết nối của Dr. Brené Brown. Thì đó là những cái gạch đầu dòng. Và cái phần cuối cùng, để ra cái tình nghĩa với nhau, cái nghĩa của vợ chồng, thì mình phải có một loạt những cái hành động quan tâm chăm sóc. Và trong cái lớp học đó, nó chia ra 8 mảng khác nhau. Ví dụ như ở đời thường thì mình nói như thế nào, nhắn tin thì như thế nào, đi ra ngoài thì như thế nào, trong phòng ngủ như thế nào,
rồi mỗi tuần nói như thế nào, ngủ trên giường nói như thế nào, thì đó là những cái hành động mà mình quan tâm người ta. Ví dụ như em chỉ cần á, anh ta chỉ cần dắt xe cho em thôi, hoặc là anh ta đội nón bảo hiểm cho em, hoặc là em ăn cơm em chỉ cần ngồi đó và gấp một cái miếng thịt bỏ vô chén anh ấy thôi. Những cái hành động nhỏ nhỏ đó nó tạo ra sự kết nối. Tại vì lúc mà em quan tâm với người khác, em yêu thương người khác, không thể nào người đó không yêu thương em được. Nhưng mà em ghét nó là nhất định nó sẽ ghét em. Nó vậy đó, nó sẽ quan hệ hai chiều. Cho nên em làm sao mà em quan tâm người đó thì cái kết nối nó sẽ xảy ra. Thì đó là 5-6 cái gạch đầu dòng. Mà để em làm được 5-6 cái gạch đầu dòng đó thì em phải có một khối kiến thức nhất định. Ví dụ như em phải hiểu là người đàn ông họ cần cái gì, phụ nữ cần gì trong hôn nhân. Phụ nữ luôn luôn muốn là vị trí mình độc tôn, cho nên không ai chấp nhận người tình thứ ba, không ai có chấp nhận người tình mình đi ngoài tình. Mà mình muốn tình yêu đó là tuyệt đối, mình muốn cái sự an toàn, mình muốn cái sự chung thủy. Thì đó là nhu cầu của người phụ nữ trong hôn nhân. Rồi mình biết là, mình cũng nói sơ qua là 7 nguyên tắc xây dựng hôn nhân của Dr. John Gottman hả? Rồi các ví dụ như 5 ngôn ngữ yêu mình cũng phải hiểu. Rồi các nhu cầu trong hôn nhân. Rồi cái cách đưa thông điệp, những cái phần gọi là nền tảng đó, cái kiến thức nền tảng đó mình phải đi qua. Thì đó là cái câu trả lời cho em. Mà chị nói rất nhiều live stream, lần nào chị nói cũng giống nhau hết. Mà câu hỏi này cứ tới lui, cho nên chị nhớ luôn. Và trong lớp học thì chị nói là để xây dựng kết nối này là nói dạy hơn một buổi để mà nói cái phần này, để mà ra cái phần kết nối mà thôi. Cho nên nếu mà có thời gian thì đi học, hoặc là rảnh thì đi học đi. Ok, rồi cảm ơn em Thư, em đọc tiếp đi. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Thực sự câu trả lời đi học đi là câu trả lời lúc nào cũng đúng. Đi học đi. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Có một bạn hỏi là: chị Liên và Thư ơi, em cảm thấy bị tụt cảm xúc nếu đối phương có hoặc sẽ có thu nhập thấp hơn em. Lương của em cũng khá, có phải em bị khập khiễng không ạ? Thì cái phần này chị cũng mới nói cái live stream vừa rồi, là các bạn phải lấy một tờ giấy và ghi ra. Tại vì thường một bạn nữ lớn lên thì theo xu hướng chung của xã hội, chuẩn chung của xã hội là các bạn sẽ lấy người đàn ông thành đạt, lấy người thành đạt về tài chính, về sự nghiệp. Thứ hai là phải đẹp trai, không đẹp trai thì cũng cái cao, không có được lùng. Và bạn sẽ đưa ra hai cái tiêu chuẩn đó thôi. Khi đi coi mắt đàn ông thì bạn sẽ coi mắt như thế. Nhưng mà chị Mai Hoàng đi học đi. Ngày xưa thì anh Tuấn hay nói đi học đi, nhưng mà bây giờ mình hình như cũng nói như ảnh, tại mình ảnh nói với một cái tâm tư rất là lớn, chứ không phải anh muốn quảng cáo lớp học đâu. Anh không có quảng cáo lớp học đâu, anh nói với cái tâm tư là muốn bạn hạnh phúc á. Cho nên cái lúc này á, mình mới hiểu thầy của mình. Rồi đang nói cái phần gì quên mất tiêu. Tự nhiên nhắc lên tưởng quên mất. Chị đang nói với phần gì Thư? Phần thu nhập, phần lương. Đúng rồi. Đang viết xuống chị. Nhớ thầy quá mà nói sảng. Ok, em phải viết xuống là các tiêu chuẩn của mình về người đàn ông. Cái người này thứ đầu cũng bỏ lên là finance, sự nghiệp, career, có nghĩa là bỏ gạch được đầu dòng. Thứ hai mình cũng cho cái gạch đầu dòng là ngoại hình. Nhưng mà thứ xứ đó mình phải ghi có hiếu, dưới đó nữa là biết trao đổi, biết giao tiếp. Rồi dưới đó nữa là thanh lịch, dưới đó nữa là biết nói chuyện, không tổn thương, không phán xét, không quá hoa hòe hay gì đó. Rồi là người manly, người có chức đàn ông, rất là nam tính đó. Rồi người đó là biết giao tiếp với bạn bè của mình hay là bạn bè của anh ta. Thì đó là em gạch ra khoảng 10 đầu dòng rồi em cho điểm. Ví dụ như là cái thang điểm mà đẹp trai 10 đi thì có hiếu cũng phải là 5-6 hoặc 7-8. Thì xong mình cộng lại thì mình thấy người đàn ông này cũng có nhiều điểm chứ. Tại vì nếu mà bạn chỉ có hai gạch đầu dòng
mà người đó không giàu, bạn cho một con zero. Bạn đó không đẹp trai, bạn cho không zero, thì người đó có giá trị là zero. Nhưng mà lúc bạn gạch 10 đầu dòng á, mà hai cái số đầu zero mà bạn cộng hết số sau lại á, mà nó được 70 á, thì mình nên cho người đàn ông này cơ hội để người ta tìm hiểu mình. Trong đầu mình á, phải đưa ra nhiều tiêu chuẩn, phải gạch đầu dòng như vậy. Để mình đi cưới một cái mối quan hệ, mình gặp một người đàn ông, mình không có loại người ta ngay cái vòng gửi xe. Mình phải cho người ta vô gửi xe đi, đi vô uống nước đi. Chứ đừng có loại vào vòng gửi xe. Tại vì bạn thấy á, về hôn nhân á, về sống hôn nhân á, cái cảm xúc của mình nó quan trọng hơn là cái cách mình nhìn chồng mình. Cái cảm xúc của mình là đặc biệt, mình là nữ hoàng, mình được tôn trọng, anh ta chung thủy, hoặc là anh ta không có vô tâm, anh ta rất là quan tâm tới cảm xúc của mình. Những cái đó nó tạo ra hạnh phúc của một người phụ nữ trong hôn nhân, chứ không phải là người chồng đẹp trai. Người chồng đẹp trai mà vô tâm, hoặc là không quan tâm cảm xúc của vợ, hoặc là rất là gia trưởng, rất là độc đoán, rất là phán xét, rất là khập khiễng, thì bạn thấy là lúc đó có đẹp trai hay là lúc đó có tiền nhiều nó cũng như không. Cho nên lúc đó bạn nên đưa ra nhiều tiêu chuẩn một chút. Thì đó là cái phần của chị. Ok, cảm ơn em Thư, em đọc câu hỏi tiếp. Dạ, em cảm ơn chị Điên. Một bạn hỏi là: em chào chị Điên và Thư. Trường hợp sắp tới ngày một phần cơ thể thay đổi chút, bên cạnh đó em cảm thấy mùi hương cơ thể không được dễ chịu, có phải do em nhạy cảm quá không chị? Thời gian trước em có dùng Hebora à chị? Ok, yeah. Thì em nói là dùng Rovera hả? Dùng Rovera. Hebora. Ok, tóm lại là chị không biết cái gì, chị trả lời phần đầu cho em đi. Thì cái phần đầu mà tới tháng thì cái người mình một số bạn quan sát sẽ có, không phải là bạn nào cũng bị, có nghĩa là cái mood mình, cái việc là mình cảm thấy nó hơi buồn buồn, hơi blue, out of the blue, có nghĩa là người mình nó cũng không vui không buồn, nó hơi buồn man mác, là về tâm lý của mình nó sẽ sụp, là do các hormone khi mà hành kinh á, nó sẽ ảnh hưởng. Rồi ngoài ra là da em nó cũng không có sáng, da nó sẽ xỉn xuống, tóc nó cũng không có bóng mượt, nó cũng không ra nhiều dầu. Cái người em á, nó có vẻ như là nó không được tươi, và cơ thể em nó cũng có mùi. Thì những cái việc đó nó sẽ xảy ra trong cái tuần mà mình hành kinh. Thì cái chuyện đó bình thường chứ không phải do em nhạy cảm. Thì đó là cái câu của chị trả lời cho em. Thì trong cái lớp mà tình dục, tức tần tật về tình dục đó, nó có một cái phần, một slide là mình ăn uống gì cho cơ thể mình nó thơm, và những cái thức ăn gì làm cho cơ thể mình nó có mùi. Ví dụ như bạn ăn cái măng tây á, hoặc là bạn ăn broccoli á. Broccoli tiếng Việt là gì? Bông cải. Bông cải xanh á, thì là nó làm người mình cực kỳ có mùi, mặc dù nó rất là healthy. Thì nếu mà sắp tới ngày cưới hay là sắp tới ngày quan trọng gì đó mà mình giao tiếp với đông người thì mình không nên ăn những cái thức ăn đó. Thì đó là cái câu trả lời của chị. Dạ, em cảm ơn chị Điên. Có một bạn hỏi là: em có quen một người mà chị gái của em không thích người đó. Em với chị đã xảy ra mâu thuẫn, chị không cho em quen người đó, từng nói nếu em chọn người đó sẽ từ mặt em. Em đang sống chung với chị nên không khí trong gia đình vô cùng ngột ngạt. Em nên làm sao ạ? Em phải mình không tranh cãi liền. Mình không tranh cãi liền với chị. Có nghĩa là lúc mà chị nói là không quen, thì mình nói với chị rằng ok, mình phải xác nhận nha. Mình phải xác nhận với chị là mình phải hiểu được chị đang nói gì. Ví dụ như chị nói là cái thằng đó không có tốt hay gì đó, thì em đừng có cãi liền, mà em nói là chị cho em một thời gian suy nghĩ, để em quan sát thêm, và em có thể là rất là ít gặp, hoặc là mình gặp mình đừng cho chị hai mình biết. Rồi mình sau đó, có nghĩa là mình xài cái chiêu là mưa dầm thấm lâu á, hoặc là mình xài cái chiêu mà giảm từng biên độ từ từ. Có nghĩa là lúc đầu á, người ta kêu mình mày không quen, có nghĩa ok em không quen đâu,
rồi xong rồi sau đó lại gặp mình đi, thì mình nói thì mình nói là em có nói chị không quen nhưng mà em nhớ ảnh quá hay là em tìm hiểu gì đó, rồi rồi chị nói mình, rồi mình nói là không, em cũng không quen đâu. Rồi sau đó càng ngày càng đi người ta sẽ quên dần, người ta sẽ không khó chịu như vậy. Rồi sau đó mình nhưng mà lúc đầu mình đừng có nói là không em muốn quen và em tỏ ra thái độ chống đối ngay từ đầu. Lúc đầu mình hơi nhường người ta một biết một nửa, rồi sau đó mình từ từ mình tăng tốc lên, rồi cuối cùng mình nói chuyện thì mình gần cuối mình nói là lúc đầu chị khuyên với em thì em rất là cảm ơn, em hiểu là chị thương yêu em mới như vậy. Rồi sau đó em nói là qua một thời gian tìm hiểu thì em thấy là hợp quá, anh ta như thế này rồi như thế kia thì tụi em mới là giai đoạn tìm hiểu, vẫn chưa thực sự là đi tới hôn nhân, cho nên em với anh ấy đang tìm hiểu nhau. Thì em theo cái cách nhìn của em như vậy thì em cũng mong chị thông cảm. Thì đó là cái cách của em phải tiếp cận bà chị em dần dần, và nên cho chị thái độ là em rất tôn trọng chị, chị đúng, tại vì chị không có nhìn chị sai đâu, chị không có nhìn ra được chị sai đâu, nhưng mà em cũng không có sai, có nghĩa là chị đúng nhưng mà em có cách nhìn riêng, và từ từ cho người ta một khoảng thời gian để người ta chấp nhận. Người ta thường người ta không chấp nhận ngay ban đầu đâu, nhưng mà mình đưa vào cái thế là chị phải chấp nhận thì chị sẽ chấp nhận, nhưng mà đi với biên độ từ từ, có nghĩa là giảm từ từ để cho người ta có thời gian người ta chấp nhận, qua thời gian người ta chấp nhận hết, còn mới bắt đầu mà kêu thì có lẽ là không. Cho nên cái cách đó là tiếp cận cho những cái người mà khó như vậy. Thì đó là cái câu chị trả lời cho em. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Có một bạn hỏi là: chị ơi, cách nhìn người của người lớn sẽ đúng bao nhiêu phần chị nhỉ? Trường hợp bạn nữ dắt người yêu về nhà, ba mẹ họ hàng chê anh này xấu tính, quen con chỉ là quen chơi thôi, thì mình nên xử trí thế nào ạ? Thì mình một người đàn ông họ, hoặc là bất cứ người nào trong cái cõi đời này ha, người ta có thể rất là xấu với người khác nhưng mà họ rất là tốt với người họ thương. Cái việc của em là em có xác định được là cái người yêu của em yêu em hay không, yêu em nhiều hay không và sẵn sàng thay đổi cho em hay không. Còn cái chuyện người lớn nhìn thì người ta, tại vì người ta không trong mối quan hệ tình cảm thì người ta thấy như vậy, thì cũng cái đó cũng là không phải là mình lờ qua hết những cái câu nói của người ấy, người ta. Mình vẫn nhìn đó để mình có thể đưa ra thử thách để người ta thử thách vượt qua. Ví dụ như con anh có cái tính là hút thuốc, thì nếu mà anh ta có nhiều tình cảm với em thì em sẽ nói anh ta bỏ cái tính hút thuốc đi. Thì cái phần mà em không, cái phần em lo là em nên lo là anh ấy có tình cảm nhiều với em hay không. Còn nếu anh ta có tình cảm với nhiều với em thì em có thể thuyết phục gia đình sau. Anh ta yêu em rất nhiều thì em có thể thuyết phục gia đình sau và để cho anh ta thử thách và cố gắng là dặn dứt anh ta fall in love. Còn cái chuyện anh ta xấu tính thì như chị nói á, là người ta có thể xấu tính cả thiên hạ này nhưng mà chỉ tốt với một mình em. Mình nếu mà đi về hẹn hò hoặc hôn nhân thì mình xét cái việc tình cảm. Còn cái việc mà về tính xấu thì tính xấu là như thế nào? Và để mình ra thử thách. Nếu như mà cái tính xấu mà mình ok, anh ta yêu mình thì vẫn có thể đi tới hôn nhân được, chứ không phải không đi tới hôn nhân được. Trừ khi cái tính đó mà mình phát hiện ra và mình thấy cũng không được, mình cũng không chịu được, thì lúc đó thì em phải coi lại cái mối quan hệ của em. Thì đó là cái câu trả lời cho em. Có nghĩa là người lớn họ nói là một chuyện, nhưng mà mình là người trong cuộc, mình sẽ thấy rõ nhất. Mình phải đánh giá cái chuyện tình cảm là quan trọng nhất, rồi sau đó sẽ đi tới, sẽ dùng những cái lời người ta nhận xét đó làm reference là mình reference, giống như là để mình reference là gì, để cho mình nhìn quan sát, cũng không đúng, nhưng mà tóm lại cái đó là câu trả lời của chị cho em. Để chị ok Thư em đọc câu tiếp đi để chị tra cái dạ. Reference là gì em đọc. Một bạn hỏi là
Chị ơi, nếu hai người là bạn lúc nhỏ và chưa bao giờ liên lạc trong 25 năm thì khi yêu xa có được tính là mối quan hệ không chị? À, không em, tại vì lúc nhỏ tới lớn thì hóc môn thay đổi, da tóc nó thay đổi, mùi cơ thể nó thay đổi, mọi thứ nó thay đổi, không có được tính. À, em muốn xa bao nhiêu thì cũng phải nên gặp một lần. Tại vì lúc gặp một lần đó thì những cái xác định lúc mà người lớn đó nó mới là chính xác. Còn những cái mà hồi ức của tuổi thơ hay là những cái ký ức đó nó có thể là nó trong mộng tưởng mà thôi, nó trong là cái sự tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà cái lúc mà thật sự gặp cô gái thì nó mới ra là cảm xúc thật. Cho nên những cái mộng tưởng hoặc là những cái ký ức thời thơ ấu đó nó không được tính. Nó là lợi thế nhưng mà nó không được tính. Nó là một lợi thế nhưng mà không được tính chị. Nhưng mà nếu yêu xa mà bạn ấy đã quen em hồi nhỏ thì có thể bay về hoặc là gặp em một lần, chí ít thì mới xác nhận lại là những cảm xúc hồi nhỏ nó thật sự là như vậy hay không. Thì phải gặp nhau chứ không thể nào mà không gặp nhau mà tính hồi nhỏ được. Thì đó là cái câu chị trả lời cho em. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Một bạn hỏi là, thưa chị, vợ chồng em ly hôn được 2 năm rồi, có lẽ là do em hành xử sai và anh ta có người khác nữa. Chồng em dọn đi ở chỗ khác, em và hai con ở cùng bố mẹ chồng. 5 tháng trước, anh ta quay về nhà ở, không đi làm gì cả, cả ngày chỉ ở nhà ngủ và chơi thôi. Độ 1 tháng gần đây, anh ta thay đổi từ ngủ và chơi thì thêm việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và xin em quay lại. Em nên làm gì đây chị? Hiện tại em bận rộn với cuộc sống của em và không còn tình cảm với chồng ạ. À, xin chị cho em lời khuyên ạ. À, em cảm ơn chị. Thì em đang ở trong nhà chồng, em có hai với con với chồng. Chồng tổn thương em rất là nhiều. Rồi xong bây giờ chồng muốn quay lại và em nói là em không còn tình cảm nữa. Thì chị vẫn nghĩ là em tới đây em hỏi có nghĩa là em vẫn khó ra quyết định. Và người phụ nữ rất là sợ khi phải quyết định ly hôn. Người phụ nữ rất là sợ phải quyết định ly hôn như vậy. Cho nên là em chị nghĩ là em nên cho cái hôn nhân mình một khoảng thời gian, và cái khoảng thời gian này á em cố gắng là đừng có ra thái độ gì cả. Ví dụ như mình cho hôn nhân mình một cơ hội thì mình đừng có khó khăn với nó, đừng có khó khăn với cái hôn nhân của mình. Có nghĩa là mình cố gắng làm sao để coi mình có hàn gắn được hay không. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của mình á là mình quan sát cái cảm xúc của mình coi là mình có thật sự hết yêu chồng hay không, hay là mình chỉ là giận và quá tổn thương thôi. Tại vì tình cảm nó có thể mang quay về được, nó có thể quay về được nếu như mà nó còn. Còn nếu mà tình cảm em hết thì mang quay về cũng không có được. Thì cái này là tùy em, đã ly hôn hai năm thì em quyết định là cái thời gian mà em thử đó nó dài hay nó ngắn. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, để mình quan sát cái cảm xúc của mình như thế nào. Hoặc là em không có cần phải chỉnh sửa liền, mà cái thời gian em bỏ ra là em quan sát cảm xúc của mình thôi. Em nhẹ nhàng với hôn nhân để coi là em còn tình cảm với chồng không. Thì nếu mà sau 2 tháng em xác định là không, em còn tình cảm, em cho con của em cơ hội, em cho chồng em cơ hội, thì lúc đó là em mới nói chuyện với chồng và hai người bắt đầu là kết nối lại và cho nhau những cái cử chỉ yêu thương, hoặc là cho nhau cái sự tôn trọng, cho nhau cái thái độ đúng, làm đúng vị trí của nhau để mà ra được cái cảm xúc. Thì lúc đó là em quyết định là có nên giữ hay là bỏ thì vẫn chưa muộn. Nhưng mà ý của chị đây rất là quan trọng là giữa hai con người với nhau á, mình nghĩ rằng có một thời điểm mình bị tổn thương quá và mình nghĩ là mình không thể yêu cái người đàn ông đó, người chồng đó, mình không bao giờ mình nghĩ được. Cũng có một thời gian chị nghĩ như vậy là chị cái con người này chị không thể yêu được, người ta tệ quá người ta không yêu được, ví dụ như vậy. Nhưng mà qua một thời gian mình thăng bằng hơn, mình thấu hiểu hơn, mình làm tốt cái vị trí của mình hơn, mình có hạnh phúc, mình yêu thương bản thân, mình biết ơn cuộc đời, mình có những cái thứ đó gom lại nó ra mình con người khác, và mình yêu được cái người này. Và yêu được là do là mình có ra những cái thái độ hoặc là những cử chỉ quan tâm chăm sóc nhau. Mình phải làm để mình có. Cũng ví dụ như là em là một cái người nông dân mà em phải đi vào rừng,
Em vào núi và em lượm những cục vàng về và em bỏ đầy những cái cục vàng hôn nhân về và em chất đầy nhà em. Thì cái hôn nhân của em bây giờ nó không có tài khoản gì cả, nó là trống không. Thì cái việc mà em xây dựng lại nó cũng giống như việc em đi vào núi và em lượm từng cục vàng về và em chất đầy nhà em. Thì mỗi lần em khó khăn để mà vượt qua, mỗi lần em vó găng để mà em xây dựng lại là em lượm thêm một cục vàng. Thì tới thời điểm rằng em thấy hôn nhân em nó tốt hơn thì là những cục vàng em lượm về trong cái quá trình em xây dựng hôn nhân nó làm cho em hạnh phúc. Chứ thường nó là cái hạnh phúc là mình tự đi tìm những cục vàng đó, chứ nó không có sẵn. Nó không có sẵn là người chồng đó không có phải là về sẵn đó rồi để cho em khiêng về nhà. Nó không phải là nó có trên chiếc xe truck, cái xe tải đó rồi em đem xe tải về nhà. Mà cái quá trình em xây dựng hôn nhân, cái quá trình mà em phải làm những cái việc mà em không muốn làm, cái quá trình mà em phải chăm sóc con, cái quá trình em tương tác chồng nó hơi khó chịu vậy, nó tạo ra những cục vàng. Rồi em đem những cục vàng đó về. Thì sau này á, mà lúc mà qua cái việc sóng gió, lúc hai người kết nối lại với nhau thì em sẽ được hạnh phúc trong hôn nhân. Thì đó là cái ý, một cái ý quan trọng là những cái cảm giác, những cái hành động mà em làm cho người ta hoặc người ta làm cho em, hoặc những cái thái độ đúng, nó sẽ tạo ra chữ ra cảm xúc, nó sẽ tạo ra một chữ nghĩa hoặc là chữ một chữ tình giữa người với người và nhau. Cho nên á, mình và một ý như chị nói hồi nãy là có lúc mình nghĩ là không thể nào có cảm xúc được, nhưng mà nó sẽ quay về. À, mình ở với nhau một thời gian nó sẽ ra. Tại vì đừng có theo đuổi một cái giấc mơ tình yêu gọi là true love, hay là một cái tình yêu gì nó cao cả, nó quá lãng mạn trong hôn nhân. Bạn mơ cao quá thì bạn sẽ tự mình hành hạ mình, là giống như là mình không có được yêu, hình như hôn nhân mình mãi mãi nó như thế. Mình sẽ đưa ra một cái gọi là tiêu chuẩn bình thường thôi, là giữa vợ chồng với nhau mình sống và mình chăm sóc yêu thương con, và hai người rất là tôn trọng nhau, và hai người có những người chỉ quan tâm chăm sóc nhau, và hai người được tự do trong hôn nhân, là không ai cấm ai phải làm điều gì cả. Thì đó là những cái bạn đã hạnh phúc trong hôn nhân rồi. Đừng có tìm một hôn nhân mà suốt ngày chồng tặng hoa cho mình, suốt ngày chồng hôn mình, hoặc là suốt ngày ông chồng phải ô bế mình, hoặc là ông chồng tặng đồ sang trọng cho mình. Mình không mơ cao như thế. Tại vì mấy người có được những cái cảm xúc như vậy. Mình chỉ cần mình mơ một cái hôn nhân mà con mình nó có cha có mẹ, cha mẹ tôn trọng nhau, yêu thương, sống trong căn nhà chăm sóc nhau, vậy là đủ để hôn nhân hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái tư duy nhỏ đó, nếu mà em thấm thì em biết phải làm gì. Thì chị khuyên em là những cái phần mà chị tư vấn như vậy, em cứ nghe tới nghe lui đi, thì em sẽ hiểu ra được. Còn em nghe một lần em sẽ quên. Ok Thư, cảm ơn em. Còn câu hỏi nào em đọc đi. Dạ cũng còn hơi khá nhiều câu hỏi. Câu hỏi từ một bạn là: chị ơi cho em hỏi chút bạn, làm sao để mình không bị tụt năng lượng ạ? Thời gian này em bị cảm xúc tiêu cực chi phối ạ. Thì làm sao em không có bị tụt năng lượng, em bị cảm xúc chi phối nhiều, thì em quay về, em có thể quay về bên trong mình, em dành nhiều thời gian hơn, và em dành nhiều thời gian, ví dụ như chị nói buổi sáng là năng lượng tích cực, lúc mà em có thể nghĩ thông nhất, em không có nghĩ những cái tiêu cực, thì em nên dành thời gian buổi sáng đó nhiều hơn, và em cắt cái thời gian buổi tối lúc mà em suy nghĩ tiêu cực. Những cái thời gian mà em quan sát trong ngày á, mà em thấy rằng là em cứ nghĩ tiêu cực tiêu ngực, hoặc là cái góc nhà nào, hoặc là em nằm trên giường, hoặc là em đi đâu em thấy cái gì đó tiêu cực, thì bây giờ em cắt những cái phần đó nhỏ lại, làm cho nhỏ xíu lại. Nhưng mà cái phần buổi sáng á, cái phần mà tích cực á, em phình nó to ra. Có nghĩa là trước đây ngủ dậy trễ thì bây giờ ngủ dậy sớm, và thời gian đó đi ra công viên đi bộ, hoặc là mình cái anh chị cứ gọi hoài. Đợi chút, chị gọi ảnh chút. Em đợi chị một chút nha. Chị không có số phone của ảnh này. Ok, rồi.
Rồi thì em có thể ngồi, em có thể là kết nối với những người thân của em, ví dụ như ba mẹ ruột, hoặc là nếu mà có con thì kết nối với những người thân, hoặc là những người bạn thân, những người đó lúc mà em đang down như thế này thì em kết nối những cái nguồn năng lượng đó, sẽ cho em một cái nguồn năng lượng tích cực, tại vì họ luôn luôn họ cảm nhận được là em đang bị gì đó. Không cần là người ta khuyên em nên làm gì, nhưng mà lúc em nói chuyện và em cảm nhận được tình cảm từ những người thân đó thì em sẽ thấy là mình sẽ tích cực hơn rất là nhiều. Thì em tránh qua cái thời gian bão này thôi, rồi sau đó là em sẽ trở lại bình thường. Tại vì em ở trạng thái tiêu cực ở dưới bottom nó cũng không quá lâu đâu, nó thời gian nó phải thi thoát ra, cho nên qua thời gian này em sẽ thấy khỏe hơn, sẽ thấy tốt đẹp hơn. Ok em, em đọc tiếp đi Thư. Dạ, em cảm ơn chị Điên. Câu hỏi từ một bạn là: em chào chị Điên, em và anh đều đã ly hôn, đều có con. Giờ anh đang muốn tìm hiểu em, liệu tiến tới hôn nhân sẽ có vấn đề phát sinh không chị? Ví dụ như con anh, con em, con chúng ta, vân vân. Câu hỏi của bạn tới đây hả chị? Thì bây giờ ảnh ly dị, rồi em ly dị, con anh, con em, con chúng ta. Thì vẫn là ở bên Mỹ là nhiều lắm, hình như là em chỉ nghĩ là trên 80% là những cái cặp, không phải trên 80 mà rất là nhiều, là cái số mà lấy vợ thứ nhì thứ hai rất là đông, và người ta rất là hạnh phúc ở cái hôn nhân thứ hai, mà thường hôn nhân thứ hai người ta sẽ bền hơn, chứ không phải là gì nhiều hơn, tại vì người ta biết tung. Người ta không muốn mất nữa, người ta không muốn mất nữa, chứ không phải đi theo cái hướng là ly dị nhiều hơn đâu. Cho nên cái việc con chung con riêng nhất định nó phải có. Nhưng mà em phải hiểu rõ cái bản chất của các mối quan hệ. Em phải hiểu rất là rõ luôn là con chồng, con vợ ở vị trí như thế nào, chồng và vợ như thế nào, chồng sẽ quan tâm chăm sóc con như thế nào, để cho em biết rằng là em nên hành xử như thế nào và nên rạch ròi như lúc ban đầu. Và nếu em đi vào mà em không chuẩn bị tinh thần thì em sẽ bị tổn thương trong hôn nhân. Nhưng mà nếu một người mà hiểu bản chất của các mối quan hệ giữa con chồng con vợ thì người ta xử lý rất là tốt và người ta rất là hạnh phúc. Ok, em Thư đọc tiếp đi. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Có một câu câu viết của bạn là: em cảm ơn chị rất nhiều, càng ngày em càng ngưỡng mộ kiến thức, sự thấu hiểu sâu sắc sự việc, bản chất của vấn đề, những điều chị nói về em rất đúng ạ. Rồi tiếp theo là câu hỏi của một bạn là: trong quá trình hẹn hò cần lưu ý vấn đề gì ạ, mong chị tư vấn em với ạ. Em cảm ơn chị Viên và chị Thư rất nhiều. Em hỏi một cái lớp học Tư và hỏi một cái lớp 8 tiếng đồng hồ của chị. Hay là em trả lời được không? Em trả lời thử coi. Dạ, nói bạn đi học đi chị. Ok, chị xin lỗi, đừng có nghĩ rằng là chị đang chọc quê của em, nhưng mà chị đang suy nghĩ là trả lời như thế nào để các em có thể lấy nhiều nhất. Mình là thực sự là cái lớp đó, cái lớp hẹn hò dẫn dắt chàng phoi lớp nó có tới 8 tiếng đồng hồ lận. Chị sẽ cố gắng nhớ những cái phần trong đó để chị nói em nha. Nó có 3 cái em phải tránh trong quá trình là nó làm tụt cảm xúc. Tại vì có thể là mới vào rất là, em thấy rất là nồng nhiệt, rất là yêu thương, rất là quan tâm nhau. Nhưng mà thời gian em thấy hình như nó tụt, nó không có... anh ta trở nên vô tâm. Thì ba cái nhóm mà mình phải để ý là: thứ nhất là mình phải tránh tổn thương nhau, có nghĩa là lúc mà mình giận nhiều quá cũng tổn thương, mình giận người ta nhiều quá hoặc là mình đòi nhiều quá thì cũng tổn thương. Rồi cái nhóm thứ hai là quan hệ tình dục quá sớm. Rồi cái nhóm thứ ba là cái nhóm là mình đã tỏ ra là mình đã thuộc về anh ta rồi, mình chẳng còn gì để mà anh ta chẳng cần làm gì nhiều nữa đâu. Em là của anh rồi đấy nè, em là của anh đây rồi. Thì cái đó là gọi là cái nhóm mà mình, người phụ nữ đừng bị đổ sớm. Mà trong cái đổ sớm đó chỉ có khoảng 50 cái hành xử để chứng minh là mình không có đổ sớm. Thì đó là
ba cái ý đó là quan trọng rồi, các hành xử để làm sao để gọi là mình không có đổ sớm, mình đừng để cho người ta hiểu rằng là mình đổ sớm, mà cái quan trọng là mình không được đổ sớm, có nghĩa là mình đừng đầu tư tình cảm vào mối quan hệ này nhiều quá, và khi tới một mối quan hệ mình đừng nghĩ rằng là mối quan hệ này sẽ đi tới hôn nhân, tại vì mình sẽ lựa chọn anh ta chứ không phải người đàn ông nào tới là mình lấy, tới là mình lấy, tới là mình lấy. Và cái người này nếu mà mình quen 2 tháng thì nhất định phải đi tới hôn nhân, không phải. Cái quá trình hẹn hò là cái quá trình dẫn dắt, cũng là quá trình mình sàng lọc luôn, mình coi cái người đàn ông này có phù hợp với mình hay không. Nếu mà anh ta cùng giá trị ha, về học thức, về về tôn giáo, cái những giá trị đó nó càng tương đương nhau thì càng tốt. Ví dụ như gọi là cái học thức của anh ta gần bằng mình, hoặc là xấp xỉ bằng mình, hoặc cao hơn mình một chút là tốt. Đừng để xa quá, tại vì xa quá cũng rất là khó để mà giao tiếp sau này. Rồi đó là ba cái nhóm tránh tổn thương và một loạt hành xử. Ngoài ra em phải biết là hẹn hò thì mình nên mình biết là khi làm những cái hành động tác gì để cho người đàn ông này họ lọt vào, mình biết cái lộ trình yêu là đi từ A tới B, có nghĩa là em phải đi đúng trên lộ trình đó, em phải dắt anh ta đi trên cái lộ trình đó, đừng có để anh ta đi trật ra ngoài. Tại vì mình hiểu rằng là khi nào thì người đàn ông á họ yêu được mình, mình không chăm sóc người ta mà hãy để cho người ta chăm sóc mình, hãy để cho người ta đầu tư thật nhiều cho mình. Ví dụ như người ta đầu tư tiền bạc quà thì không từ chối, ví dụ như vậy. Rồi người ta cái cảm giác yêu nó tạo ra là quá trình anh ta theo đuổi mình, phải để cho anh ta theo đuổi mình. Ví dụ như anh ta chạy từ Bình Thạnh đi vô quận 10 đi để theo đuổi mình, thì mình để cho anh ta đi vào chứ mình không nói không để em chạy nửa đường cho nó, cho tiện cho anh. Thì như vậy là mình đã dẹp đi, mình làm anh ta không yêu mình được, nói rõ như vậy. Thì đó là những cái ý chính. Cái ý chính em phải cầm nhớ là những cái nhóm tổn thương, hành xử như thế nào và làm thế nào để người đàn ông này yêu mình được. Và cái khoảng thời gian bao nhiêu, bao lâu để cho anh ta từ cái cảm giác rung động đó mà có thể yêu. Mà cái quan trọng nhất á, là em phải phân biệt được á, là cái cảm giác rung động ban đầu. Mình phải cần có cái cảm giác rung động ban đầu của người đàn ông. Người đó tại sao rung động với mình. Rồi sau đó mình mới dẫn dắt đúng lộ trình. Thì đó là cái câu trả lời tạm gọi là các ý chính của chị cho em trong cái việc hẹn hò. Nhưng mà chị cũng khuyên em đi học đi, tại trong lớp nó cho em nhiều hơn. Tại vì những cái bạn gái mà tới học cái lớp hẹn hò thì mừng lắm. Tại lớp hẹn hò nó không phải ảnh hưởng trong quá trình bạn tìm bạn trai bạn gái đâu, nó ảnh hưởng cả cuộc đời bạn sau này. Tại hôn nhân sẽ không tốt nếu mà giai đoạn hẹn hò làm sai. Hôn nhân không thể tốt nếu mà giai đoạn mà hẹn hò mình làm sai, bạn nhớ. Tại vì cái giai đoạn hẹn hò mình, mục đích của mình làm sao là cái ngày cưới mình á, anh ta cưới mình á, là anh ta thật sự muốn cưới mình, thật sự muốn lấy cái cô này về để yêu thương, chứ không phải cưới là vì lý do là phải cưới, bạn hiểu không? Thì đó, nó quan trọng lắm cho cả cuộc đời, cho nên nên đầu tư một chút, nên đọc sách nhiều một chút, nên hiểu bản chất nó một chút để cho mình có thể được hạnh phúc trong hôn nhân về sau, hoặc là hạnh phúc lứa đôi nói chung. Thì đó là cái phần chị trả lời cho em. Rồi Thư, em hỏi tiếp đi. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Một bạn hỏi là: chị ơi, em xin hỏi đối tượng quen biết trên mạng bao lâu thì cho một cuộc hẹn là hợp lý ạ? Hay mình nên cho cơ hội gặp gỡ bên ngoài thì có thể quan sát người đó một cách thực tế ạ? Thực ra là cái hành xử của em trong lúc tương tác nó quan trọng hơn là cái tương tác trên mạng. Em có thể là càng nhanh càng tốt, có nghĩa là em quen trên mạng thì em không phải là càng nhanh càng tốt là sau một buổi, có nghĩa là em cũng hiểu được là ảnh muốn gặp em là thật sự anh muốn gặp. Dĩ nhiên là mình nhắn vài buổi, có thể là sau 5-7 buổi là mình có thể cho gặp được rồi. Mình đừng có kéo dài quá, đừng có quá nhanh, có nghĩa là mới nhắn hôm nay thì ngày mai gặp. Cũng phải là 5-6-7 cuộc nhắn qua nhắn về.
Thì nếu mà người đàn ông họ muốn gặp mình á, thì sẽ người ta sẽ đi gặp. Cho nên cái câu trả lời cho em là đừng quá sớm, nhưng mà đừng có ngâm quá lâu. Mình thấy là mình tìm hiểu và mình đủ thấy người ta muốn gặp mình là đi gặp, và nó an toàn cho mình để khi gặp. Nhớ là lần đầu gặp là phải hẹn những nơi an toàn nha. Đừng có tới nhà của anh ta, đừng tới những cái khu mà mình không biết ở đó là cái gì, tại vì nó cũng nguy hiểm. Bây giờ thời buổi này nó mình vẫn phải cẩn thận là hơn. Thì đó là cái câu chị trả lời cho em, đừng quá nhanh mà cũng đừng quá lâu ha. Thì em tự quyết định, nhưng mà một tin nhắn giống như một lần nhắn mà gặp thì nó quá sớm, mình quá dễ ha, mình quá dễ dàng. Ok Thư, em đọc câu tiếp. Dạ, em cảm ơn chị Bi. Câu hỏi của một bạn là tại sao mỗi khi hành kinh, ngoài mệt mỏi và tụt mood thì em bị đau đầu khủng khiếp, có cách nào cải thiện được không chị Bi? Em cảm ơn chị. Thì cái việc mà cái đau đầu của em á, nó liên tới hành kinh là cái chuyện bình thường. Cái trong medical hoặc là trong tụi chị làm dược á, thì nó rất là bình thường. Có một số người phụ nữ bị như vậy, và một số người họ gọi là bị migraine, là bị đau đầu mà tấn công dữ dội á, có nghĩa là đau nửa đầu mà không làm việc được á, chứ không phải là làm việc được đâu. Thì cái đầu tiên là em có thể thử thuốc giảm đau đầu. Ví dụ như em có thể thử thuốc mà gọi là Motrin, hoặc là thuốc Advil, hoặc là Tylenol. Em có thể thử những cái thuốc nhẹ nhẹ đó trước, và thường nó sẽ bớt. Chị mà bị nhức đầu mà chị uống Viu Motrin vào nó hết à, thì nó có viên 200, nếu mà em mua ngoài tiệm á, nó sẽ 200 mg. Mình có thể uống nhiều nhất là 8 viên, hoặc là mình có thể 4 viên, hoặc là 3 viên, hoặc 2 viên, hoặc 1 viên. Nếu em nhỏ con quá thì em có thể uống 1 viên. Nhưng mà nếu mà một viên không được á, thì lần tới tăng lên 2, và em có thể tăng lên 8. Tại vì một người khỏe mạnh bình thường mà không có bị thận, không bị gan, thì em có thể uống 4 viên, và một ngày em có thể uống tới 4 lần. Cho nên nhiều lúc mình uống không đủ đô thì nó làm mình cũng hay không bớt đâu. Hoặc là Tylenol thì em phải uống 500 mg, một viên 500 mg. Thì em uống phải đủ đô ha, hoặc là uống mỗi 4 tiếng hoặc là mỗi 6 tiếng. Thuốc giảm đau thì phải uống mỗi 4 hay tiếng hoặc 6 tiếng nếu mà vẫn còn đau. Thì em ra nhà thuốc và em hỏi là thuốc giảm đau đầu. Bình thường uống thuốc giảm đau đầu chung chung cũng là cái giảm đau đầu cho hành kinh. Nếu mà vẫn không hết thì em đi bác sĩ, nó có cái loại đặc trị hơn. Có những cái loại thuốc đặc trị hơn thì bác sĩ sẽ cho em thử. Thường đau đầu người ta sẽ cho thử hết thuốc này tới thuốc kia để coi nó có bớt không. Nhưng mà chị nghĩ là em take acetaminophen đó, hoặc là gọi là paracetamol hả, hoặc là bên Việt Nam thì ibuprofen đó, chị không biết bên Việt Nam tên tiếng Việt là gì, cái brand nó là gì, nhưng mà em dài những cái thuốc đau đầu chung chung là em sẽ bớt. Thì đó, em thử đó chi. Mà nếu mà không hết thì em có thể nhắn cho chị thử coi sao. Nhưng mà cái vấn đề đau đầu khi hành kinh là nó vẫn phổ biến lắm, chứ không phải là chỉ có em bị đâu. Ok, thì mình đang đi qua là vấn đề từ là tư vấn tình cảm qua sức khỏe luôn. Mà trong cái lớp nhưng mà đúng là trong cái lớp tình dục của chị là toàn nói về vấn đề sức khỏe không. Vấn đề sinh sản, trầm cảm sâu xanh, rồi điểm G, rồi điểm A, điểm B, điểm đủ thứ, toàn là về kiến thức không á. Thì tuần vừa rồi là mới xong lớp hẹn hò, tuần tới là lớp hôn nhân, rồi tuần sau nữa là lớp thăng bằng không quá xó, và tuần tới nữa thì mỗi tuần đều có lớp là lớp phát triển bản thân. Thì các bạn nào mà muốn đi học thì nên đăng ký đi, tại vì Biên không biết là Biên sắp đi làm lại chỗ mới thì không biết lịch trình Biên như thế nào và khi nào Biên có khóa mới. Thì các bạn muốn thì các bạn có thể đăng ký. Và nếu mà muốn không biết hôm nay có nên cho discount, tại vì cho nhiều quá thì đã lớp đã quá rẻ rồi mà lại cho giảm giá nữa. Thì bạn nào mà hôm nay coi cái live này thì các bạn có thể đăng ký, chị sẽ nói bạn Cathy giảm 10% ha. Bạn Cathy Phan là trợ lý của chị, bạn sẽ giảm 10%.
cho các bạn nào đăng ký hôm nay hoặc là nghe lại cái live này mà để cái số phone xuống hoặc là để chữ em quan tâm thì chị sẽ nói bạn ấy giảm cho bạn 10%. Thì bạn cứ nói là cái lớp bạn muốn học đi rồi đóng tiền, rồi sau này bạn muốn chọn cái khóa tháng nào cũng được, khóa nào cũng được, hoặc là chuyển qua học lớp nào cũng được. Ví dụ như đăng ký lớp hẹn hò nhưng mà rồi đổi ý muốn học lớp thăng bằng cũng được luôn. Cho nên cái tiền đó nó sẽ nằm đó, bạn sẽ giảm 10%, nhưng mà sau này có lẽ là chị sẽ tăng giá lớp học lên hay vậy không. Cứ bỏ em quan tâm đi, rồi các bạn sẽ, bạn Cathy Phan, bạn sẽ liên lạc với bạn ha, để mà đưa cho bạn một cái giá giảm giá. Ok Thư, em đọc tiếp đi. Dạ, câu trả lời vừa rồi là cũng là cái câu hỏi kế tiếp mà chị trả lời rồi thì thôi em khỏi đọc nữa. Dạ, một bạn hỏi là: em chào chị Điên. Chị ơi, em đang trong mối quan hệ tìm hiểu với bạn trai. Hiện tại thì sự rung động của anh dành cho em mạnh. Anh đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc cho em. Nhưng quá khứ anh có con với bạn gái cũ và hiện tại anh đang không được cho gặp con và chu cấp dù anh rất muốn. Em rất lăn tăn về đứa nhỏ nên em đang không biết có nên hẹn hò với ảnh không chị, và nếu hẹn hò thì em nên nói với anh về đứa nhỏ đó như thế nào ạ? Em cần hành xử ra sao để sau này tới hôn nhân em sẽ không bị khó xử ạ? Theo Thư thì bạn đang muốn hỏi cái gì? Tại chị thấy là tại sao đứa nhỏ là vấn đề, chị chưa có thấy Thư. Bạn ấy hỏi về cái hành xử nhưng mà có liên quan tới đứa bé hả? Đứa bé anh Kha không có chu cấp được, rất anh không được mặc dù rất không muốn chu cấp, nhưng mà vấn đề đó nó liên quan gì tới việc hẹn hò? Dì vẫn hiểu câu hỏi. Bạn có thể nào ghi rõ hơn, tại Thư đọc xong chị không có hiểu lắm là đứa bé đó nó có liên quan gì tới quá trình em hẹn hò hay là quá trình em hành xử. Nếu mà được thì em có thể ghi ra, hoặc là tuần sau chị live thì em gửi tin nhắn trước cho chị đi, ghi cho rõ ràng một chút. Chứ ghi mà thiếu thông tin vậy thì chị đâu có dám, chị không biết luôn đó là em đang muốn biết cái phần nào. Ok Thư, em có thể đọc tiếp rồi bạn sẽ nhắn thêm sau. Dạ, em cảm ơn chị Điên. Câu hỏi tiếp theo là: hai chị Điên, em và anh gặp và yêu nhau trong một nhóm. Anh yêu thương, chăm sóc và dành thời gian cho em nhiều ạ. Hai đứa em mỗi khi bên nhau rất vui và hạnh phúc. Và hồi trước Tết Việt Nam, nhóm có tổ chức tất niên. Khi em đến buổi tiệc đó, em thấy người yêu em ngồi cạnh cô gái mới vào nhóm do một người bạn em đem vào. Và cô gái đó khi mới vào đã thích người yêu em. Em biết và mọi người cũng biết. Nhưng em tin tưởng anh nên em không kiểm soát anh. Và rồi sau đó em nghe bạn bè gọi điện hỏi em sao mọi người về hết mà anh và người đó lại ở trong phòng. Em đã hỏi anh nói tại cô ta tấn công quá, mà anh là đàn ông nên mới vậy. Nhưng anh không có gì với cô gái đó. Sau đó em biết anh trong một nhóm có tạo riêng 4 người, có anh và cô gái đó. Nhóm đó gồm hai anh, hai trai và hai gái. Một cô gái kia là anh trong nhóm thích anh. Sau khi em biết, em có hỏi anh. Rồi bạn viết tới đây, bạn không có câu hỏi chị. Em xin lỗi chị đi. Ok, không sao em. Em còn câu nào hỏi khác không? Dạ còn. Cái câu của bạn là giọng nói của chị khiến em chăm chỉ học bài hơn, dễ thương quá. Ok. Dạ, sau đây là một câu hỏi. Chị ơi, chồng chị gái em hay đánh chị ấy. Từ ngày cưới đến giờ 20 năm rồi, nhưng mới đưa tiền cho vợ 2 lần, mỗi lần là 1,5 triệu. Chị ấy ở với mẹ chồng và kinh tế thì chị ấy nuôi cả nhà, mẹ chồng, chồng và 2 con. Thỉnh thoảng chồng chị ấy giúp vợ nấu cơm và dọn nhà nếu chị ấy bận làm việc. Vợ chồng có nói chuyện với nhau, chỉ khi chị ấy đòi tiền thì anh ấy lảng tránh và đánh chị ấy. Ngày xưa anh ấy tán chị ấy một thời gian nhưng không đầu tư gì cả và cưới chị sau 1 năm tìm hiểu. Bây giờ anh ấy vẫn thế nhưng làm nhiều tiền hơn và không đưa cho vợ để nuôi con.
chị giúp chị em với, làm sao để hôn nhân hạnh phúc và chồng đưa tiền cho chị ấy ạ. Chị ấy rất muốn hạnh phúc với chồng, em cảm ơn chị nhiều. Thì rõ ràng là cái giai đoạn hẹn hò nó không đi đúng rồi. Có nghĩa là một năm cưới và chị hồi nãy có một chi tiết gì đó mà chị cảm nhận rằng cái hẹn hò nó chưa tới cái đỉnh điểm là người ta yêu, cho nên là lúc về hôn nhân á, chắc có lẽ là hai người không có biết xây dựng, hoặc là ít chị em cũng không có biết, cho nên hôn nhân á, đang rất là tệ. Có nghĩa là có vẻ như là không có kết nối, và chị em hoàn toàn là không nói chuyện với ảnh được, không hiểu ảnh, và không có, hai người không có kết nối gì hết. Thì vấn đề là bây giờ chị làm sao chị ông chồng này, chị nói là làm sao cái bà nào cao tay ứng để chị ông chồng này. Thì những người phụ nữ cao tay ứng, người ta chị chồng bằng cách nào? Là người ta xây cái tình cảm lên, người ta bằng cách nói ngọt, nói nhẹ, hay là họ quan tâm chăm sóc như thế nào đó để cho tình cảm hai người nó tốt đẹp hơn. Thì các vấn đề kia tự nhiên nó mất. Tại vì lúc á, mà bạn chạy tới hôn nhân, bạn tư vấn á, thì nào là vấn đề mẹ chồng nè, nào vấn đề là tiền bạc nè, nào vấn đề là con cái nè, nào là vấn đề nợ nần nè. Thì là những cái việc đó nó xuất hiện rất là nhiều khi mà hôn nhân nó không tốt đẹp, khi mà tình cảm hai vợ chồng nó rạn nứt, không có nói chuyện với nhau, hoặc là hai bên không cùng một phe nữa, mình không phải là một cùng một team nữa, thì là một loạt vấn đề nó sẽ xảy ra. Thì bạn lại nghĩ rằng vấn đề này xảy ra là do tính người chồng, nhưng mà bạn phải hiểu rằng những cái vấn đề này xảy ra là do tình cảm hoặc là sự kết nối giữa hai vợ chồng nó mất rồi, nó mất rồi. Thì làm sao chị những ông chồng này để cho những cái tình huống này nó bay đi, những cái vấn đề này bay đi, thì là mình phải làm sao lấy được cái sự kết nối lại với người chồng, và làm sao mình xây dựng cái cảm tình cho nhau, cái cảm xúc cho nhau, cái nghĩa cử cho nhau, cái tình cảm cho nhau đó. Không là tình yêu cũng được, nhưng mà nó phải có một cái kết nối giữa hai vợ chồng, thì các vấn đề kia nó rất là dễ giải quyết. Ví dụ như là lúc mà chị kết nối, chị nói chuyện được với anh trên giường, chị có thể thủ thỉ nói chuyện, hoặc là nói ồ em cần cái tiền này như thế này như thế này, thì anh nói ồ không sao, mai em sẽ đưa cho, thì giống như vậy. Thì chị em á, cần đi học cái lớp hôn nhân, em có thể đăng ký cho chị để cho chị đi học cái lớp chỉnh sửa hôn nhân, hoặc là cả hai anh chị đi học luôn. Để mình hiểu xây lại kết nối như thế nào, làm sao nó tốt hơn. Chỉ có con đường đó thì chị em mới hạnh phúc hơn thôi. Còn bây giờ chị em đi theo cái hướng là mình nói cha mẹ chồng để khuyên chồng, hoặc mình kêu bạn chồng khuyên, hoặc kêu em mình khuyên, hoặc là mình giận để mình thay đổi, hoặc là mình bế con đi mình để thay đổi, thì những cái hướng đó nó không giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề để cho chị em hạnh phúc hơn là chị em phải gây được cái tình cảm với người chồng, phải có sự kết nối lại với người chồng, thì lúc đó chị em sẽ hạnh phúc hơn. Ngoài ra thì phải để cho hạnh phúc tự thân thì mình phải ly dị. Chứ nếu mà ở trong cái hôn nhân mà giữa hai người không kết nối, không tình cảm, thì là sau này nó còn xuất hiện nhiều việc khác. Có thể anh ta đi ngoại tình, hoặc là có thể là anh ta đánh vũ phu, hoặc là anh ta sẽ xuất hiện là tranh chấp về nuôi con, gây nhau về cái việc dạy con, và có chuyện mẹ chồng nhảy vào nữa. Tại vì hai người mà chặt thì không có chuyện gì hết, mà hai người lỏng là một loạt việc khác nó xuất hiện, mà nó luôn luôn là như vậy, nó luôn luôn là như vậy. Thì đó là cái câu trả lời của chị dành cho em. Rồi tiếp đi Thư. Dạ em cảm ơn chị Biên. Một bạn hỏi là: chị ơi, em rất dễ bị người khác thuyết phục dù ban đầu mình không muốn như vậy. Phải làm sao để giữ vững lập trường và không bị cảm xúc chi phối lúc nghe người khác thuyết phục ạ? Đúng rồi. Một cái mà chị khuyên các bạn nữ rất là nhiều là bạn đừng có ra quyết định. Không có ra quyết định ngay lúc đó. Ví dụ người ta mời bạn đi thì bạn cũng nói là để em có thời gian em về em sắp xếp. Hoặc là kêu bạn mua đồ thì bạn luôn luôn trong cái tư thế là không có chốt mà phải đợi. Có nghĩa là mình phải nói với mình, cho dù chị nói hay cỡ nào, mình cũng nói là ngày mai mình mua, mặc dù mình bây giờ rất muốn mua.
hoặc là mình nói để tuần sau em trả lời, thì những cái câu mà bạn phải thuộc là để tuần sau em trả lời, để em về sắp xếp là công việc, à, em sẽ cho chị biết sau, hoặc là em về em hỏi chồng em về em hỏi mẹ em, hoặc là để ngày mai đi em trả lời, hay để em suy nghĩ thêm, để em xem xét việc này thêm. Thì cái việc của em á, em sẽ không có những cái chiêu khác, chỉ có cái chiêu hoãn binh thôi. Tại vì cái cảm xúc của em không kiểm soát được, cho nên em ra cái quyết định. Mà ra quyết định trong đó là thường là bị người ta dắt mũi. Cho nên cái việc của em là phải hoãn binh, phải hoãn binh về nhà. Tự nhiên em về nhà cái là em sáng à. Tại lúc em về là em không có bị cảm xúc nữa, là tự nhiên em biết em phải làm gì. Thì nếu các bạn vẫn còn câu hỏi thì tuần sau Biên sẽ like tiếp ở trên đây ha. Bạn nào quan tâm lớp học hoặc là muốn tư vấn riêng với chị thì có thể nhắn cái fanpage này, thì bạn trợ lý bạn sẽ trả lời các bạn. Và nếu bạn nào mà muốn đăng ký học các lớp thì có thể nhắn là em quan tâm, thì bạn Cao Tì bạn sẽ gửi tin nhắn cho các bạn. Thì chị cũng like hơn 2 tiếng rồi. Nếu mà còn câu hỏi hoặc là bạn nào có bạn có câu hỏi thì nói tuần sau lên trả lời lên đây, hoặc là có thể nhắn chị trước. Nếu mà ngài không có muốn chắn chứ công chướng thì có thể nhắn chị rồi chị sẽ đọc. Thì cảm ơn các bạn hả đã bỏ thời gian coi cái live hoặc là tới đây tìm câu trả lời. Rồi hẹn gặp các bạn tuần sau. Thì cảm ơn bạn em Thư rất là nhiều, Lê Khánh Thư. Học trò của chị đã giúp chị đọc, tại vì giúp chị rất là nhiều á. Còn nếu một mình chị mà loay hoay tìm câu trả lời câu hỏi thì nó cũng đổ mồ hôi. Chị thấy có bạn kêu sorry chị, em đọc cái câu đó xong cho bạn ấy đi. Dạ. Dạ. Sorry chị, em bị nhảy phím vậy, em muốn hỏi chị Biên là sao khi cái trường hợp lúc nãy em đọc giữa chừng á chị Biên. Là sau khi em và anh biết anh bạn kia đã gài bạn trai với cô gái đó, hai em vẫn trở lại bình thường và cũng từ khi xảy ra việc ngày tất niên, hai đứa em không còn như trước nữa. Em cảm nhận được anh hờ hững hơn, và mới cách đây 2 ngày nhóm em có mời đi cưới trên Bình Phước, có anh bạn xấu tính kia, nên em không thấy thoải mái khi phải ngồi chung xe vì người yêu em lái. Em có chia sẻ với người yêu em sự không thoải mái đó, anh lại trả lời vậy em ở nhà đi. Dù em có suy nghĩ đến câu trả lời đau lòng đó, nên em hỏi anh như vậy là sao ạ? Thì có thể là em phải coi lại cái tình cảm, em coi lại mình đã đi đúng lộ trình hay chưa, cái việc mình đã đổ sớm thời gian như thế nào. Thì nếu thì em có thể là học cái lớp hẹn hò đi em, để em biết em phải làm gì. Tại vì theo chị cảm nhận là có thể là cái tình cảm của anh ấy không dành nhiều như em nghĩ. Thì chị chưa đủ dữ kiện. Mình sẽ nói sau đi, hoặc là em nhắn tin riêng cho chị đi ha, hoặc là chị trả lời sau. Ok em, gặp em sau, bye bye. Xin chào mọi người, bye bye. Hôm nay mang áo trắng ai cũng khen. Ok, cảm ơn em Thư. Bye em. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Liên. Ừ, ok. Chị tắt.